100% cốt tông cho em nhé mọi người. Dệt kim 100% cốt tông chắc rất là đẹp luôn này. 25 cân tới 50 cân cho bé nhá, bán tặng này. Bình thường ở bên ngoài là đang phải bán là 30 đến 35 nghìn một chiếc. Hôm nay em tặng giá tri ân cho các con này. 5 quần 89 nghìn đồng cho em và 10 quần 149 nghìn đồng cho em nhá. Đấy, 5 quần 89 nghìn, 10 quần 149 nghìn lên cho em là chip tan à, chip 5 cái này 89 nghìn. Coi bạn 4 triệu mà nó không bị bay chết thì nó đẹp lắm. Đây, cái này chị nào mua chip nhà em lâu nay rồi thì biết mọi người nhá. Em bán chip năm nay là năm thứ tư, thứ năm rồi chứ không phải bây giờ mới bán đâu. Cái gì nhỉ? Cái gì á? Ủa? Năm cái 89.000, 10 cái 149.000 đồng lên cho em chip 5 cái hoặc chip 10 cái cho em là ok mọi người nhá. Đấy, màu ngẫu nhiên cho em đấy, chất co giãn 4 chiều và sẽ không bị bay chất mọi người nhá. Co giãn 4 chiều nhưng không bay chất cho em. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000 đồng luôn em. Đây mọi người nhá. 5 cái 89.000, 10 cái 149.000. Các mẹ ơi chấm bài lên đi mọi người, tương tác lên đi. Các mẹ nào lấy chip thì cho em chip 5 cái hoặc chip 10 cái cho em là ok mọi người nhá. Đấy, rất là rẻ luôn á, tính ra có 15 nghìn một chiếc. Tính ra có 15 nghìn một chiếc mà bên ngoài người ta đang bán rẻ thì phải 30 nghìn một chiếc. Kiếm hàng thoải mái nhá. Chip 5 cái 89 nghìn, chip 10 cái 149 nghìn. Size 25 cân tới 50 cân đủ size cho bé nhá. 25 cân tới 50 cân bảng màu ngẫu nhiên nha mọi người. Bảng màu lên ngẫu nhiên cho em chất đanh mà đẹp lắm mọi người. Co giãn 4 chiều mà không bay chất ý. Nó không bay chất. Chip 5 cái 89 nghìn nhá. Bộ hè không có. Áo đỏ trên canh có 30 cân chị nhá. Ok mọi người nha. Mẹ nào lấy chip thì chốt cho em 5 cái 89 nghìn nhá. 10 cái 149 nghìn. Bao đẹp luôn, bao chất bao giá luôn. Size 25 cân tới 50 cân cho em. Size 25 cân tới 50 cân cho em nha mọi người. 25 cân tới 50 cân cho em nhá. 5 cái 89 nghìn, 10 cái 149 nghìn đồng cho em nhá. Màu cam màu đẹp à, màu ngẫu nhiên nhá. Màu ngẫu nhiên cho em nhá. 5 cái 89 nghìn, 10 cái 149 nghìn. Áo giả mã số 09 à, em ấy đó. Áo giả mã số là 03 nhá. Áo giả này size 15 cân tới 30 cân cho em. Áo giả 139 nghìn cho em mã là 03 nhá. 15 cân tới 30 cân cho em áo giả đi. 15 cân tới 30 cân cho em áo giả mã số cho em sẽ là 03 139 nghìn cho em giả mịn nhá mọi người nhá. Đây, bên trong này, bên trong em có lót rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Bên trong có lót rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. 03 139 nghìn cho em nhá. 139 nghìn mềm đẹp đó. Cái này miền Bắc miền Nam mặc được form đứng dáng rất là thích luôn. Chất liệu dạ mịn nhá. 03 139 nghìn đồng cho em. 03 139 nghìn đồng cho em nha. Quần loe mét 50 không mặc được. Quần loe mét 50 ngắn nhá. Váy nhung mã số là 08 này đúng không? Váy nhung này, váy nhung đắc gen mã 08 này. 18 cân tới 28 cân cho em váy nhung 139 nghìn đồng cho em 08 này. Nhắm váy nhung cho em mã là 08 139 nghìn đồng cho em. 139 nghìn đồng cho em nhung là 08 nhé. Nhung 08 cho em 139 nghìn, 18 cân tới 38 cân đủ size này. Đây váy này rất là xinh này. Mã số đây là 09 này. Đây cái này lên cho em sẽ là 09 này, váy hoa này. Váy hoa 09 cho em, giá là 99 nghìn đồng cho em nhé. Size váy hoa ngực à, áo dạ 15 cân tới 30 cân chị ạ. Rồi, lên cho em váy này là đuổi gân này 09 này. 17 cân tới 30 cân 99 nghìn đồng cho em, mã này sẽ là 09 này. Size nhà 09 trắng này. Đấy, cái này chốt cho em là 09 nhá. Chốt cho em này sẽ là 09 xanh 09 trắng cho em 99 nghìn đồng cho em nha. 99 nghìn đồng chốt cho em mã là 09 luôn em. 09 thôi em, 99 nghìn đồng cho em mọi người nhé. Alo. 99 nghìn đồng chốt mã cho em sẽ là 09. Cách số điện thoại em có đơn mọi người nhé. 09, 99 nghìn cho em nha. Đó, 99 nghìn 09 nhé. 17 cân tới 30 cân đủ size đấy, không có điều gì đâu. 17 cân tới 30 cân đủ size 09. Áo dạ là mã số 03. Áo dạ là mã 03 nhá. 15 cân tới 30 cân cho em 03. Áo dạ là 139 nghìn nhá chị ơi. Rồi áo lá cho con này. Đây áo lá nhá. Áo lá này. Áo lá nhá. Em có size áo lá là từ 30 cân tới 50 cân cho em áo lá này.
phần phần ngực của em là sẽ có mút đệm mà các chị tháo được ấy, có cái nơi tháo mút được này. Các chị không thích con mặc mút thì tháo ra nhá. Sale luôn cho em 69.000 ba chiếc này. 69.000 đồng ba chiếc áo lá cho em nhá. 69.000 đồng ba chiếc áo lá cho em. Size là 30 cân tới 50 cân đủ size mọi người ạ. Áo dạ ở sau có một màu thôi chị ạ, có một màu áo dạ sau nữa. Tết thì chị mặc màu đỏ thôi. Tết thì chị mặc có mình màu đỏ thôi. Rồi áo lá nha mọi người nhá, chốt cho em áo lá cách số điện thoại này 69.000 ba chiếc nha, chất cốt tông thái không bay không xù nha mọi người. Dây mảnh rất là đẹp luôn. Cốt tông thái cho em nhá, không bay không dù cho em. Mẹ nào lấy thì chốt cho em mã này lên cho em xài là. Mã số là không cần mã số đâu, áo lá cách số điện thoại là được nhá. Áo lá cách số điện thoại cho em là được nhá. 69.000 ba chiếc áo lá, 30 cân tới 50 cân. 69.000 đồng ba chiếc áo lá nha. Alo. Em muốn xem quần bò gì, em đang để lên bộ đây, quần bò anh vừa lên rồi mà. Size này 19.000
Còn chân váy jean là mã số 22 đúng không? Chân váy đây. Chân váy á? À 26. Chân váy jean à? Chân váy jean mã số 26 đấy. Chân váy jean có quần bảo hộ bên trong nhá. Chân váy jean trên mã số sẽ là 26 đấy, size 15 cân tới 45 cân đủ size chân váy jean này. Đấy, chân váy jean này giá là 99.000 đồng cho em mọi người nhá. 85.000 đồng một chân váy thôi ạ. À. 85.000 đồng một chân váy này nha mọi người nhá. 85.000 đồng cho em chân váy jean này. Các mẹ nào lấy chân váy jean chốt cho em chân váy jean mã số cho em sẽ là 26 nhá. Một mình chân váy thôi ha nha mọi người. Có quần bảo hộ bên trong cho em nhá. Có quần bảo hộ bên trong cho em chân váy jean cho em với giá là 85.000 một chiếc nhá. 85.000 chốt cho em mã là sẽ là 26 đi. 26 chân váy nhá mọi người nhá. 26 chân váy jean cho em. Váy bông hoa 109.000. À cái gì? Váy bông hoa là mã 09 chứ quên. 0999 váy bông nhá. Đây quần bo gấu là mã số 19 đúng không? À 20 đúng không? Quần bo gấu là mã số 20 đây ạ. Quần bo gấu mã số 20 đây nhá. Đây, quần bo gấu cho em này, mã số là 20 này, em có size từ 15 cân tới 45 cân, em có size bo gấu này. Bo gấu nhá mọi người. Bo gấu cho em mã số 20 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá. Bo gấu mã số là 20 cho em đi. Mã số 20 nha mọi người nhá. Đây cái này chốt cho em, ai chưa lên xuống hoạt động đi. Mã số 20 cho em này. Cái giá này là dáng bomber. Họa tiết sẽ là ngẫu nhiên nhá mọi người ơi. Họa tiết trên quần ngẫu nhiên nhá, 99.000. Chất liệu jean mềm cho em rất là đẹp luôn. Mã số 20 cho em nhá. 20 cách số điện thoại cho em bo gấu này. Đấy, có nhiều hình lắm đây này. Để em có nhiều hình các chị vui lòng là chọn hình ngẫu nhiên nhé. 99.000 đồng cho em. Mã số lên cho em sẽ là 20 nhé mọi người nhé. Mã số lên cho em sẽ là 20. 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng chốt là 20 cách số điện thoại. Em có đơn nhé mọi người bo gấu nha. Đám bác mơ cho em đẹp lắm. 15 cân tới 45 cân đủ size quần này nhá. 15 cân tới 45 cân có đủ size quần bo gấu với giá là 99.000 một chiếc. Mã số sẽ là 20 cho em. 20 cách số điện thoại em có đơn 99.000 nha mọi người nhá. 20 ạ. Các mẹ nào lấy 20 chốt 20 là bông gấu nha. Sóc đùi hả? Đây. Sóc đùi sẽ là mã 22 đây, đúng không? Sóc đùi này. Sóc đùi 75.000 một chiếc này. Sóc đùi 75.000 đồng cho em co giãn 4 chiều luôn này. Đây. Chất mềm cực, đây này nó co giãn mặc thích lắm. Sóc đùi 15 cân tới 45 cân nha. Sóc đùi 15 cân tới 45 cân cho em với giá là 75.000 nha. Mã số sóc đùi là 22 đi. Sóc đùi lên cho em là 22 cũng có nhiều hình lắm. Nhưng mà chọn hình ngẫu nhiên cho em với nhá. Đây chọn hình ngẫu nhiên cho em với nhá. Chọn hình ngẫu nhiên cho em sóc đùi mã số 22. Sóc đùi là mã số 22 cho em 75.000 đồng một chiếc nha. To giãn 4 chiều nha mọi người, 22 nhá. Đấy, mẹ nào lấy 22 chốt 22 cái số phải em có đơn. Theo ai hỏi mình ở nhà mình nhiều nhân viên không? Có 10 người không anh tin ạ? Rồi.
đây cả là được, nhà em là dạng móc chứ không phải cắn. Anh ơi,
Nguyễn O, xin lỗi Nguyễn Vị Chi. Nguyễn Vị Chi đâu có bill nhà phải không? Trả lời cho chị Vui Phương là đôi 41 nó cao 7 phân. Định lên giày hàng xưởng, định lên giày hàng xưởng đóng cho mấy chị, nhưng mà mua thử vài đôi á mấy chị, thì kết luận một câu là mấy chị đừng nên mang hàng xưởng ha. Họ lên mẫu đẹp ống ánh gì đó, chớ mà em nói với mấy chị chứ trào viên giật viên trào nha. Đó cho nên là mấy chị đừng có nghĩ là trời ơi, nghĩ là ống ánh là vàng nha mấy chị, nhiều lúc ống ánh là cứt á. Ông nói thiệt nha. Em đang nói rất ư là sự thật luôn nha mấy chị. Đang nói sự thật ha. Tối nay lên hàng Việt Nam xuất khẩu nha quý vị. Ủa cái bao này riêng hay là chung luôn á? Đâu đưa em coi dáng rồi đó, thử anh coi cho em coi được. Ba cái mẫu này là trong một bao phải không? Trong bao tải phải không? Bốn mẫu bao tải rồi hai mẫu này. Đưa hai mẫu đó cho đây anh rồi một mẫu rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi ok. Mẫu này. Đó. Đây cái mẫu này. Thì coi thử giá ấy là đưa lên coi em coi cái giá. Thì đó là giá này. Hai cái này chung một bao hả? À, rồi gì đó. Ông cái thì đó của ổng, ổng có thì đó, mình chưa hiểu ổng có thì đó. Rồi lên. Alo. Cô chị hỏi ôm nhầm một chị. Chị Vui Phương hỏi cái tôi nè. Bình thường mang size 40 thì giờ người nhé. Không. Form nó hơi hụt chung một chút. Nó để về chọn mẫu khác đi. Trời ơi, nguyên ngày không ngủ đâu, tới giờ live buồn ngáp. Đặt nước anh ơi, chứ không kịp đâu. Cảm ơn chị Thảo Hồ, chị Tiếp Tóp, chị Hạnh Nguyên và chị Ren Nguyễn. Hôm qua giờ chị Ren Nguyễn có quà nhà em chưa ta? Qua giờ chị Hạnh Nguyên có quà nhà em chưa ta? Tiếp Tóp có quà nhà em chưa? Và Thảo Hồ có quà nhà em chưa? Bốn chị đã có tờ 2 đô mà cầu tài lộc chưa? Riêng bốn chị này từ từ đi. Từ từ chừng nào tao kêu làm đã. Đừng có cắt gì hết trơn á. Đừng nào kêu làm ngồi im á đi. Chị nào, bốn chị này, chị nào chưa có cái ta thẻ tài lộc đó, bốn chị em mới đọc tên á. Đi nhà có à? Nói chỉ đôi lá là giờ đổi sai rồi chứ không có đổi ấy được. À chị Lê Nguyễn có rồi đúng không? Dạ còn ba chị còn lại. Còn ba chị còn lại đã có chưa à? Dạ ba chị à, chị Hạnh Nguyên chưa có không? Rồi chừng nào chị Hạnh Nguyên có bill á thì nhắc em bỏ cái của chị Hạnh Nguyên quay giờ có bill không? Hạnh Nguyên với Tiếp Tóp đó. Hạnh Nguyên với Tiếp Tóp có một cái đồ tặng gửi chung với Tiếp Tóp rồi. À Hạnh Nguyên có một cái đồ tặng gửi chung với Tiếp Tóp rồi. Tiếp Tóp cũng có rồi. Em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Cảm ơn mấy chị nhiều để ngày trong tuần đi em đi săn lùng đồ tặng cho mấy chị ha. À, tài khoản em hiện giờ, tài khoản bên Vietcombank hiện giờ đang nhận tiền quyên góp của mấy chị cho em bé đó ha. Đó. Chị chưa có nữa rồi chị sẽ có. Cà chua kèm trà đá. Rồi lên bộ nhà cho mấy chị nha, 160 nha. Xin lắm nhà. Em ủa nước kem nó uống được thì nó nhiều nó tốt chứ gì đâu mà hỏi gì trời. Uống được hết á. Trừ khi ban đêm nó không ăn, muốn cái mẹ nó uống đi. Eo vì hồng tăng 160 ngàn. Ủa anh Tư cái bao đồ hồi trưa đem xuống đâu, bao đồ ở dây á, bao đồ này nè. Bao đồ này lấy 3 bộ size 3 hịt đi, 3 bộ 3 màu size 3 hịt cho chị phải Ngọc Dưỡng không ta? Ngọc Dưỡng hả ta? Má em đèn mơ dần dần màu trắng của gì sao gọi đầu ngủ yên đó
đâu rồi nghe Ngọc Dưỡng không ta? Có cái live stream hồi chiều là sợ có thử phải Ngọc Dưỡng nghe không đi? Có live stream hồi chiều á rồi sợ tên Ngọc Dưỡng có thử Ngọc Dưỡng đặt gì à? Phải không ta? Hello chị Thu, chị cho em bé 2 triệu nha. Tiền hết chị. Em cảm ơn chị nha, tại vì ngày hôm qua em không có định quyên góp cho trường hợp đó. Xong rồi cái chiều nay thì bà chị cho em, bà đi ra quyên góp, bà về bà mới nói em tại hôm qua em cho 1 triệu. Bà về bà nói yên ngôi gia đình người ta khổ thiệt đi. Mà gia đình cái kiểu chăm chắc quá cho nên hôm nay em mới về em lên bài. Hôm qua em vô một thùng cá nục mà em chờ chị Thu vô live stream em không thấy đâu á. Mai chị Thu lên nhà em đi em cho bịch cá nục ra. Ừ, 3 bộ 100kg mà. Rồi Ngọc Dưỡng 3 bộ là 160 cộng 160. 3 bộ của Ngọc Dưỡng ghi gửi bưu điện nha anh. Đó, không thấy rồi lên bộ này cho mấy chị nha. Bộ LV 160. Em nói với mấy chị là mấy bộ này là may ra bán 100.000 cũng được. Nhưng mà cái vải lụa nó lên rất là cứng mình. Nó không có mềm mại, nó không có đúng lụa giống vậy nè. Rồi LV hồng nè ha. LV hồng kèm số ký nha. LV hồng kèm số ký. Chị ơi, chị Tâm có lấy 4 cái con áo dây size L đó không? Chị Tâm có lấy 4 áo dây size L thì báo nghe nha. Trời, cái quần đẹp nè mấy chị, cái quần form đẹp nè. Rồi bộ LV từ 60 đến 100kg có size nha. Bộ dính mặt nó có 3 màu hai ta, tôi cho em mượn bạn ơi. Có 3 màu hai ta ơi. Đây nè, màu thứ nhất là màu đỏ nha. Màu thứ nhất là yên mặt là màu đỏ nè. Hai ta ở đây nó có cái khuyên sắt nha. Ở đây đó nó có khuyên sắt nha. Rồi mã thứ hai là Mã thứ hai là thổ cẩm hồng. Mã thứ hai là thổ cẩm hồng. Từ chơi ngồi chơi rách đồ cái nè. Rồi mã thứ hai là thổ cẩm hồng nè. Hai ta, thổ cẩm hồng ha. Mã thứ hai là thổ cẩm hồng. Mặt trắng lắm, bộ đây chưa mặc mai mặc. Bộ thứ hai là thổ cẩm hồng. Tôi tay xuống mở cái bao áo dây đủ màu sắc á. Áo dây mà mấy bữa em hay lấy màu xanh dương á, lấy 4 cái size L lên đây, 4 cái 4 màu. Và còn một mã cuối cùng nữa là mã hoa vàng. Mã hoa vàng thì ngày đầu tiên mặc, ngày hôm qua em mặc ha. Đây là mã hoa vàng. Đó, chế nào chốt mã hoa vàng chốt giùm em. Mấy cái màu này dễ thương và nhu lắm nha. Đó, nó có 3 mẫu. Chốt giùm em mẫu đó là mẫu yếm. Còn cái mẫu em đăng lên này, eo vị hồng này là mã dây. Cái đó là mã yếm, còn cái này là mã dây. Trời ơi, đợt này em lên đồ banh chành luôn mã dây. Mà mã dây này nó may cái form A rất là đẹp ha. Cái quan trọng là nó may cái quần cực kỳ dễ thương. Chị, bộ eo về quần dài hay là ngắn vậy chị? Quần đùi. Quần dài hay quần ngắn hay em quần đùi nha. Đây, bộ eo về. Nhưng mà cái quần này mấy chị thấy nó may cái form đẹp không? Cái quần này may cái form cực kỳ đẹp. Chị nói gì vậy? Và đôi này là đôi eo ở lộn, màu này là màu eo vì ha. Màu này là màu eo vì. Chị nào chốt eo vì chốt lên giúp giùm em. Về tiếp nè. Về tiếp nè mấy chị. Về tiếp là mã lá xanh nè. Ôi em nói thiệt, đồ này về mẫu đẹp không. Hình như là trong vòng 3 năm rưỡi này em chửi con sưởng quá trời. Giờ nó đã nhận biết được em nè. Nó đã nhận biết được cái tông của em rồi ha. Nhận biết được khúc. Không biết ngày mai nó ra cái khúc nào. Nhưng mà giờ được khúc nào thì mình mừng khúc đó. Cứ 160.000 một bộ nha mấy chị nha. 160.000 một bộ lá như thế này ha. Nếu mấy chị muốn ra bộ 100.000 dễ ôm em ra được cho mấy chị nha. Nhưng mà em không thích loại đó. Cái vải đó nó cứng người và nó rất là sơ. Cho nên em không bán giá đó được cho mấy chị ha. Không bán giá đó được cho mấy chị. Cái loại lụa đó, tôi kêu loại lụa mà có xanh coban mà mày hay lấy cho mọi người size L, XL, 2X đó ha. À, mấy chị chấm chấm giùm lên em nha. Nhưng mà những cái bộ này là có bộ có tay nữa nha mấy chị. Đây là mẫu yếm, mẫu dây ha. Mẫu yếm, mẫu dây và đây là mẫu có tay nè. Chế nào chưa thấy mẫu có tay thì chốt lên giúp giùm em mẫu có tay nha. Rồi đâu mất hết rồi. Mẫu có tay này mấy chị mặc bẹt vai cũng trắng, mấy chị mặc cổ tròn cũng được. Và mấy chị mặc cổ nhỏ nhỏ cũng được, tùy mấy chị. Mẫu này là mẫu, chốt giùm em mẫu thổ cẩm có tay ha. Mẫu này là mẫu thổ cẩm có tay kèm quần đùi. Mẫu thổ cẩm có tay kèm quần đùi, lấy bộ đỏ giống như chị mặc hả? Anh Tư, bộ đỏ giống như em mặc size 3 của Na. Bộ thổ cẩm có tay nha. Rồi chốt giùm em bộ chữ B hoa cúc có tay. Đây là bộ chữ B hoa cúc có tay nè. Thì bởi lên kiểm tra đây chứ. Không. Na Nguyễn một bộ 160 nè. Còn đây là bộ, đây là bộ chữ B mấy chị. Đây là bộ chữ B nha. Đây là bộ chữ B hoa cúc có tay ha.
cái bộ đỏ cho Na Nguyễn có rồi. Rồi còn một mẫu nữa là mẫu hoa vàng có tay. Đây là mẫu hoa vàng có tay nè mấy chị. Chế nào chốt mấy mẫu này về mặt cưng lắm. Hoa vàng có tay. Chị nào chốt hoa vàng có tay, chốt giúp giùm em hoa vàng có tay. Đó. À, bộ có tay trăm, bộ có tay là hết sạch 100 kg rồi nha chị. Hết sạch ngay ngày đầu về, ngày hôm qua về luôn ha. Rồi để em về tiếp 4 mẫu này em coi thử có tay hay có không có tay nha. Mới về 4 mẫu rồi nè mấy chị ha. Mới về 4 mẫu nữa cho mấy chị nè. Rồi lên mã đầu tiên hộ cẩm vàng. Lên mã đầu đó 4 cái size L của chị Tâm. Rồi bây giờ mình chốt qua 4 cái 100 ngàn size L không. Nè đây đây 4 cái áo dây cổ đũa của chị Tâm nè. Con xanh đen. Một cái con này là màu trứng gà. Một cái con này là hoa tím. Và một cái con này là xanh ngọt. Nhưng mà cái con này là mấy chị mặc lên trắng nhất nè. Tin em đi. Một cái 100, 4 cái 400. À, dạo này may bộ hay à, hay có trung thu ngay ngóng bận khó chịu lắm. Nói nghe nè, nếu mà mình không làm các điệu đà bộ đồ lên nó cấm nhắc à. Ủa tối nay làm gì mà like có 40 người coi vậy trời. Nếu mà mình không may các điệu, mình may bình thường thì bộ đồ lên nó cấm nhắc à. Mà em mặc lên cái form nó cũng không có dễ thương. Cái form lên nó cứng người và nó không có dễ thương, nó không có nhí nhảnh, nó không có hồn nhiên. Nha nè, cho nên mình phải mặc cái kiểu nào mà nó dễ thương chút, nhí nhảnh chút, nó giống cho cảnh chút vậy đó. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ có tay. À, mấy chị thích có tay là hôm nay có tay nha. Bộ đây là bộ tay con. Dễ thương không mấy chị? Bộ đây là bộ tay con nha. Xinh không, xinh không? Trời ơi, tay con có tùng nữa chứ. Để vậy còn thổ cẩm vàng nữa chứ. Đó, thổ cẩm vàng tay con có tùng nè. Thổ cẩm vàng tay con có tùng nè. Kèm với quần cũng dễ thương nè mấy chị. Ôi, kèm với quần cũng dễ thương luôn ha. Rồi thổ cẩm vàng ha. Trời ơi, bộ vàng size 100 kg cho Na Nguyễn nè Tư. Bộ vàng size 100 kg cho Na Nguyễn nè. Rồi lên tiếp nè. Bộ đỏ, bộ giống như em mặc hả? Bộ giống như, nói chung là hàng em đăng lên là có size từ 60 đến 100 kg hết ha. Chúng giùm em vàng thổ cẩm nha, vàng thổ cẩm. Bộ vàng size 100 kg của Na Nguyễn nè. 160.000 của Na Nguyễn có không Tư? Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ hoa. Bộ này là bộ hoa cúc vàng. Trời ơi hôm nay dễ thương quá. Cho hai bộ vàng Tư, hai bộ vàng 100 kg. Rồi đây là bộ hoa cúc vàng nè. Trời ơi hôm nay mà không chốt đồ thì chừng nào chốt được chị quý vị. Em hỏi thì quý vị á, hôm nay mà không có chốt đồ bộ thì chừng nào chốt được á quý vị ơi. Thiệt chừng nào quý vị chốt được em không biết nữa. Đây bộ hoa cúc vàng. Hoa cúc vàng có size 60 đến 100 kg nha. Hai bộ chị em trai ạ. Lùng Na Nguyễn một bộ nè, chị Lê Thị Tí Tí Quyên một bộ. Chị Quyên mà ví dụ như chị đang mua đồ á, bữa nay thứ hai, bữa nay thứ ba, thứ hai bữa nay thứ ba mà chị muốn coi bill chị để lại thì sau cái like á, hoặc là sau khi chị coi like chị nhắn tin nói anh Bảy ơi hoặc shop ơi để bill tới thứ năm hoặc thứ sáu, chị Quyên hiểu không đó. Rồi tiếp tục nè, lên cho mấy chị một cái bộ thổ cẩm tay con luôn ha. Thổ cẩm tay con chốt thêm đi mấy chị hoa cúc nha. Giờ không biết rồi đó. Giờ bạn kiểm tra chứ giờ không biết rồi đó. Chụp lại ha. Từ giờ kiểm tra chứ giờ đang like rồi. Bộ đây là bộ thổ cẩm đỏ nè. Đẹp. Rồi để dạy tay cánh tiên mà còn có tùng nữa mấy chị. Thổ cẩm đỏ. Chị nào chốt thổ cẩm đỏ chốt giùm em thổ cẩm đỏ 160.000. Ủa hình như mấy chị tối nay đi chơi công viên hết rồi ta. Đi thả công viên hết rồi. Bộ này là bộ thổ cẩm đỏ 160.000 vải lụa đẹp lắm mấy chị ơi. Thổ cẩm đỏ. Chị nào chốt thổ cẩm đỏ chốt lên giúp giùm em thổ cẩm đỏ nha. Rồi lên cho mấy chị là bộ xanh đen. Lên cho mấy chị bộ xanh đen nha. Chị chuyển cho bé rồi Yên kiểm tra dòm dạ chút nữa. Xong like rồi em công bố chị. Tại giờ like á. Tại vì cái tài khoản Vietcombank là tài khoản để nhận từ thiện, không có đụng vô á chị. Rồi đây là bộ bộ ghi là chấm bi đen xanh đen đi. Bộ xanh đen đi. Rồi chốt giùm em bộ xanh đen ha. Bộ xanh đen của Na Nguyễn Bay trên Tư ơi. Bộ xanh đen của Na Nguyễn Bay. Rồi chị nào chốt xanh đen chốt giùm em. Rồi hôm nay mấy cái bộ này về đẹp quá. Hôm nay mấy bộ này về đẹp quá. Có 4 màu nè chị. Trời ơi chị. Em nói với chị Tâm là hôm nay 4 mã này về đẹp lắm. Rồi Na Nguyễn nè, coi cho bộ 100 kg chốt lẹ đi nha mấy chị. Với bộ 100 kg số lượng mỗi mẫu có 3-4 bộ à nè. Chị thấy thổ cẩm vàng đẹp em nhìn gì vậy? Mấy chị thấy thổ cẩm vàng đẹp không? Chị Tâm chốt lẹ nha.
Rồi xanh đen nè. Rồi xanh đen của chị Thanh Loan nè, một bộ nè. Ba ít. Rồi xanh đen của chị Thu Lê một bộ ba ít. Cầm sáu nè Nguyễn. Ủa hết là có 1 bộ hả? Có 2 bộ xanh đen, có 2 bộ vậy là chốt với chị Thanh Loan nha. Chốt với chị Thanh Loan nha. Lấy cho em bộ thổ cẩm đỏ ba ít luôn Tư ơi. Thổ cẩm đỏ ba ít. Trời ơi mấy bộ này đẹp quá à, xanh đen. Trời dạ ok chị cưng nè. Rồi vậy là xanh đen của chị, xanh đen của chị, của cẩm đỏ của Nan Nguyễn có chưa? Đó của ai? Thu Lê. Thu Lê xé đi. Rồi của cẩm đỏ của Nan Nguyễn nè, 160 ngàn. Anh Tư lấy cho em xanh đen 2 bộ L. Với lại 3 bộ, 3 bộ, lấy cho em 4 bộ 100 kg, 4 màu, màu nào hết thì thôi. 2 bộ size L xanh đen đi. Cái bộ thổ cẩm vàng với lại bộ bông cúc vàng là dễ thương nhất nha mấy chị. Thổ cẩm vàng với bông cúc vàng là bao đỉnh cho mấy chị luôn ha. Bao đỉnh bao chớp luôn. Chớp là đỉnh, là chớp, là chớp, là đỉnh. Là đỉnh là chớp. Hai bộ xanh đen size L của chị Cưng Nguyễn nè. Của chị Hai Ta là nốt Cưng Nguyễn chưa Bi? Của chị Cưng Nguyễn với lại của chị Hai Ta, hai bộ L nè. Hai bộ L 160 của Cưng Nguyễn, 160 của Hai Ta. Dạ chị lấy 4 màu size trăm tí, có lấy size con chị không? Lấy 3 ịt ra, mấy màu còn lại size 3 ịt. Cái nào còn thì còn, xanh đen hết thì thôi. Size 3 ịt nó có 1 cục riêng hồi nãy anh lấy nửa chừng á. Dạ ok chị Tâm nè. Chị Tâm có lấy size cho con chị không thì chị ạ? Chị báo em nha. Rồi đây là hai bộ dây ngày hôm nay về. Bộ dây màu hoa, một bộ dây màu xanh. À, chốt tối nay nữa là mai đi chùa rồi tối mai lên đường yên đi chơi không? Dạ không đi chơi. Bộ xanh đen. Bộ xanh đen với bộ hoa cúc 72 kg. Dạ xanh đen nè. Xanh đen với hoa cúc nè. Xanh đen với hoa cúc của chị Minh Kim Đòn nè. Tôi đang kiếm gì? Minh Kim Đòn xanh đen nè. Với lại Minh Kim Đòn hoa cúc nè. Với lại Minh Kim Đòn xanh đen với hoa cúc của Minh Kim Đòn là 160, còn 160. Chị còn có một bộ hả Tư? Chết mẹ à chị ạ. Chết mẹ à chị Tâm ơi, đi ra chuyển khoản cho em bé cái vô còn đúng không? Bộ trăm tí nè. Rồi anh Tư, là, anh Tư lấy cho em 4 màu này, 4 bộ, 4 bộ 4 màu, size L. Rồi, coi chị Tâm còn có 1 bộ à nha. Chị Tâm còn có 1 bộ thuộc cẩm đỏ thôi ha. Rồi chị Tâm 160 in chưa vậy? Trời ơi mày mặc chi cho cùng hình, mày ngồi mày không biết nóng rồi nó lục. Chán nản lấy 4 bộ size L. Rồi cái này là bộ dây nè. Chị có một muỗng, chị hồi đầu năm chị cho em lòng. Gì vậy trời? Chị bỏ một muỗng, chị hồi đầu năm chị cho em lòng, em may mắn ghê. Nhớ đầu năm chị cho em lọc nữa nha. Nè giờ muốn cho cái lọc nữa đúng không? Giờ muốn cho cái lọc nữa đúng không? Trời ơi muốn cho cái lọc nữa mà đâu có chia sẻ đâu. Chỉ có Tài Lê, Minh Kim Đòn, Nguyễn Hạnh với Ốc Tiêu chia sẻ thôi. Mình muốn có lọc mà mình không có chia sẻ là mình làm sao mình có lọc được. Lọc là phải chia sẻ thì chủ shop mới tặng lọc. Tại vì cái lọc này thỉnh không cũng mấy triệu rồi, chưa kể tiền trì chú nghe mấy chị nha. Đó không, coi tôi được không? Không chia sẻ có cái nịch nha. Ờ không chia sẻ thì tặng cái nịch của anh Mẩy nha. Rồi 4 bộ này cho chị Tâm, cho con gái chị Tâm nè. Bé Lùng tự in đi con. 4 đó. Đó, trời ơi, nói thiệt, muốn lọc mà không muốn chia sẻ thì làm sao? Bộ đây là bộ dây xanh nè. Chị Tâm nãy giờ chưa lấy bộ dây xanh, Thu Lê không có? Bộ này đây, còn nè, dây xanh nè. À, dây xanh này mới về luôn. Và dây eo vì hồng. Dây eo vì hồng mới về luôn. Dây eo vì hồng mới về luôn. À, mới về dây eo vì hồng. Đấy, mấy bộ này đều 160 hết nhưng mà lụa nó rất là đẹp nha. Đó, lụa đó rất là đẹp ha. Chị biết là em chia sẻ không có được, chia sẻ nó vô. Nó coi like nó đâu biết em mua đồ nhiều, có nước nó cháy nhà luôn á. Thì em cho lửa nó bọc bùng ca nguyên ý hề hề luôn đi. Nha. Em cho nó lửa, trời ơi tối nay làm gì mà like có 50 người coi. Ủa mấy chị, tối nay mấy chị đi đứng đường hết hay sao mấy coi like em vậy? Alo. Mấy chị ơi. Đi nào. Cái gì nè? Đây là gì vậy? Chua. Trời má ơi, hai cái ly nó cũng giống nhau mà cũng mệt ghê trời. Chị này có Thu Lê không? Thu Lê hết size trăm ký rồi.
xanh và hồng. Dạ anh Tư ơi, cho em hai bộ đó tay trăm túy của chị Tâm ấy. Eo vì xanh là bộ xanh và bộ eo vì hồng. Hỏi em mà chị, ủa chị không thương em sao không? Trả lời dứt khoát luôn. Trả lời dứt khoát là không yêu mình đừng nói lời cay đắng. Rồi hai bộ của chị Tâm Nguyễn. Bộ đó là mới chốt sai chị Tâm nha, chưa chốt sai con gái. 160. Nè nè, mạnh dạng lên nhân nè nha. Đó coi nè, trời nắng mày đi mặc cái bộ đồ con chó giống như mày. Coi cái quần lót mày đã lấy nó xác ớt vô đó, mày đừng có ghẹo nó. Hello mấy chị, rồi mấy chị lên lại bộ nha mấy chị nha. Bộ đây là bộ dây nè mấy chị, bộ này bộ dây ha mấy chị ha. Đó đó, đó coi nè mấy chị, trời nóng muốn chết. Đó coi đây lớp 11, trời nóng muốn chết mà đi qua live stream mặc cái bộ đồ đó. Trời ơi đeo thêm con cá nữa, trời ơi là trời. Trời ơi, ta nói nó live xong cái bộ đồ ướt mồ hôi háng luôn. Ta nói thiệt, live xong là bộ đồ ướt mồ hôi háng luôn, cho biết cái cảnh. Hello chị đó, chị thấy không? Hello chị Tâm Tâm Tô. Trời ơi, nó đứng lên đó mà 1m4 nữa chứ, trời ơi là trời. Rồi giờ cắt đồ rồi Tây ơi. Chán quá chán, trời ơi ai để nó ra là trời. Bi ơi. Bi kéo ghế hả mà Bi? Mày kéo ghế đó cho con ghé nha. Trời ơi trời nóng, nó bước cái bộ đồ lông vô, trời ơi. Trời nóng mà nó bước cái bộ đồ lông vô chị Tâm. Trời ơi chị Susie, bữa nay em về bộ nhà nhiều lắm, 160.000 bộ đồng giá, nó có tổng cộng là 13 mẫu, chị muốn coi không? Bộ em mặc 500 hai cô, mấy cô có muốn mua thì con mua đồ lên. Chị muốn coi không thì em đó cái chị coi nó lát biết cho đó, lớp 11 á. À, mấy chị muốn coi lại thì em qua một lần nữa rồi em về đầm đồ Việt Nam xuất khẩu, mà hôm nay về mẫu đẹp lắm nha. Rồi qua mẫu nữa nha, cho 5 phút qua mẫu nữa. Anh Tư ơi, cái bộ này nè, tới bộ này em nãy em lấy hết một bộ hoa vàng với một bộ đen, lấy lại cho em để em like. Bộ hoa vàng, trời ơi vải lụa đẹp lắm. Còn mấy chị muốn ra bộ này rẻ là dễ ôm, lấy vải lụa cứng ra là mấy chị mặc vô trội nó khó chịu lắm. Một bộ hoa cúc vàng á anh, bộ hoa vàng á ngay tay anh luôn với bộ đen á. Rồi đó, con nó đang thử sức. Hồi xưa nó ghiền like lắm chị, nó like nó giành lộn với em luôn mà em nghĩ thôi để em bán. Còn bây giờ kêu nó like giống như là đưa dao vô cổ nó vậy chị. Chị coi thử được không? Bộ yêu đang mặc, lấy bộ này cho chị Hồng Mỹ Chi XL đi. Nó có 3 màu lần chị Hồng Mỹ Chi. Nó có 3 màu lần chị. Thứ nhất là bộ hoa là hoa đỏ giống như em mặc ha. Rồi, thứ hai nó có cái bộ thổ cẩm này cũng đẹp lắm nè chị Hồng Mỹ Chi. XL của Hồng Mỹ Chi. Nè nó có cái bộ này cũng đẹp nè chứ. Cái bộ này hoa đẹp lắm nha. Bộ này hoa cũng đẹp đây nè. Đẹp không chị? Trời ơi cái này là mặc lên trắng. Cái bộ này chốt giùm em nè. Thổ cẩm đỏ, yếm thổ cẩm đỏ nha. Tại vì bữa nay nó có nhiều thổ cẩm đỏ lắm. Đây là yếm thổ cẩm đỏ. Mà cái quần nó may cũng phê nha. Cái quần nó may cũng phê nha. Thổ cẩm đỏ. Chị nào chốt thổ cẩm đỏ chốt lên giúp giùm em thổ cẩm đỏ nè ha. Rồi còn một mẫu nữa là mẫu hoa vàng. À hoa màu kem đi. Hoa màu gì không biết nữa. Đại khái là muốn kêu gì cả mẹ em. Hoa vàng đi mấy chị, hoa vàng nhạt ha. Đây là hoa vàng nhạt. Trời ơi hôm nay mấy chị thấy vải không là mấy chị ghiền. Không suy một mẫu luôn. Không suy một mẫu luôn nha. Rồi đây là yếm vàng. Rồi yếm hiện giờ nó có 3 màu đúng không? Rồi yếm hiện giờ nó có 3 màu. Rồi em lên bộ có tay cho mấy chị nè. Bộ có tay nó có 4 màu. À, yếm hoa vàng anh ơi. À, cái bộ yếm hoa vàng, yếm hoa vàng size L của hai ta nè, 56 của hai ta. Yếm hoa vàng, yếm hoa vàng của hai ta màu dễ thương lắm, hai ta màu dễ thương quá trời luôn. Size L của hai ta có bộ trăm, bộ trăm ký thuộc cộng đỏ không? Bộ trăm ký thuộc cộng đỏ yếm thành tư, yếm thuộc cộng đỏ trăm ký. Hôm nay có quần rinh đồ đẹp lắm, nhất là những chị size lớn ha.
Trời ơi, mấy má chưa tới trung tu, mấy má bỏ đi, tao nói trung tu là Tết thiếu nhi. Nha, đừng để anh đọc câu sau nha. Hôm 3 năm dạy 1 giờ, đừng để tao đọc câu sau nha. Ngày xưa người ta kêu là biết là thưa tốt, không biết là dựa cột mà nghe, mà qua tới em thì biết, mà thì lúc lắc, còn không biết thì ngậm cặt mà nghe. Đó, đừng để em làm thơ nha mấy chị. Thơ em là nó ói lòi lắm chứ không phải nó giỡn đâu. Hello Lon, có đầm đi xin được chưa? Đấy, cho nó nói rồi nha. Ủa anh Tư kiếm gì Tư? Ủa cẩm vàng đây nè anh Tư hả? Hoa vàng tay lờ nè. Có tay lờ chưa? Trời đất ơi, đổ hết ra đi. Rồi hoa vàng tay lờ trăm sáu của hai ta nè. Rồi còn một bộ thổ cẩm này, tay ta đi. Hai ta in nè. Ấn rồi, bên tí đang cầm của ai vậy? Rồi cái Nan Nguyễn Ba Hiệp nè. Nan Nguyễn thủ cẩm Ba Hiệp chăm sóc của Nan Nguyễn nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ hoa nè. Mấy bộ hoa này Loan thích nè Loan ơi. Mấy bộ hoa này Loan thích. Ở trước nó cột cái nơ nha. Đây là hoa vàng chăm sóc nè. Mấy chị mặc bẹt vai cũng được, cổ tròn cũng được, mặc cổ rồng cũng được. Chốt giùm em hoa vàng bẹt vai. Chốt cho đúng câu nha. Và nó lộn bộ nhà tới mười mấy mẫu lận. Hoa vàng bẹt vai kèm quần đùi nè, 160.000 bộ. Bộ có tay đẹp lắm, em mới nhận được. Dễ thương lắm hoa ta, hôm nay may tới 300 bộ mà. Hoa vàng bẹt vai, còn cái này là chữ B bẹt vai nè. Chữ B hoa cúc bẹt vai. Đây là chữ B hoa cúc bẹt vai nè mấy chị. Chữ B hoa cúc bẹt vai. Chị nào chốt chữ B hoa cúc bẹt vai, chốt giùm em chữ B hoa cúc bẹt vai. Có dâm dây mà dâm nhung được không chị Nguyễn Nga? Đây là bộ chữ B bẹt vai và đây là thổ cẩm đỏ bẹt vai. Cái này là thổ cẩm đỏ bẹt vai nha quý vị nha. Thổ cẩm đỏ bẹt vai, ai chốt thổ cẩm đỏ bẹt vai chốt lên giúp giùm em. Thổ cẩm đỏ bẹt vai. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mẫu ngày hôm nay về là mẫu dây. Mẫu dây LV. Đây LV hồng mẫu dây cũng 160 hết, lụa mềm lắm. 160.000 bộ LV hồng ha. À, LV hồng coi cùng đẹp không? 160.000 LV hồng. À, một bộ chữ B, cái bộ bẹt vai hết size 100kg nha, bộ bẹt vai là hết sạch. Bộ bẹt vai là hết sạch size 100kg. Đây là bộ xanh nè. Bộ này nó có bộ dây hồng LV và bộ xanh ha. À, thổ cẩm đỏ bẹt vai, lấy size 2 cho Nguyễn Thị Thùy Loan. Nguyễn Thị Thùy Loan, Loan Bùi Thái 2. Cái đó em lấy 3 bộ đi Lon, đẹp lắm. Thiệt. Da em trắng em mặc 3 mẫu này muốn xỉu luôn. Da em trắng em mặc 3 mẫu này là em xỉu cái rật luôn ha. Thổ cẩm đỏ bẹt vai. Chị nào chốt thổ cẩm đỏ bẹt vai chốt lên giúp giùm em. Thổ cẩm đỏ bẹt vai. Thổ cẩm đỏ bẹt vai nha mấy chị nha. Thổ cẩm đỏ bẹt vai. Chị nào chốt thổ cẩm đỏ bẹt vai thì chốt lên giúp giùm em. Thổ cẩm đỏ bẹt vai. À còn hai mẫu sau cùng là hai mẫu dây nè. Hai mẫu dây này Loan mặc trắng bóc nè Loan. Trắng bóc trắng bum. Ở đó trắng này mà ra đường là người ta hít râm luôn á ha. Đây là bộ xanh. Rồi đây là bộ eo vị hồng. Đó nó có hai mẫu rồi. Lên cái mẫu cuối cùng nè. Lên cái mẫu ngày hôm nay cuối cùng nè mấy chị. Bốn mẫu. Bốn mẫu nha mấy chị nha. Bốn mẫu. Bốn mẫu. Lấy em dây lấy hai bộ dây xay hay gì hết. Trăng Loan Loan thích mặt rồng. Hay hết. Rồi đây mấy chị ơi. Đây quý vị. Quý vị đại biểu quan viên hai họ, dòng họ hai bên. Hôm nay em lên cái mã tay con nè. Mấy chị coi nè ha. Trời ơi tay con mà có tùng ở trước nè. Thổ cẩm vàng tay con. Không chốt giùm em là thổ cẩm vàng có tùng đi ha. Thổ cẩm vàng có tùng. Cứ 160.000 bộ thổ cẩm vàng có tùng. Chị nào chốt thổ cẩm vàng có tùng chốt lên giúp giùm em nha. Thổ cẩm vàng có tùng. Rồi một mẫu nè. Lấy hai bộ dây hay cho Loan. Để tao đi lùng cho mày cái dùm sinh nhật. Rồi hai bộ đây đúng rồi. Rồi Loan mấy bill rồi con. Mấy tờ rồi mấy lùng. Rồi rồi hoa thổ cẩm vàng. Rồi lên cho mấy chị là mới nói gì quên rồi. À thổ cẩm vàng. Rồi lên cho mấy chị thổ cẩm đỏ có tùng. Thổ cẩm đỏ có tùng 160 nha. Thổ cẩm đỏ có tùng 160 ha. Thổ cẩm đỏ có tùng.
À, bộ cẩm vàng 68kg có size nha chị Hồng Nương, nhà em có size từ 60 đến 100kg. Bộ này chốt giùm em bộ cá cùng nha chị Nương. Chốt giùm em là bộ vàng cá cùng ha. Rồi bộ đỏ cá cùng nè. Rồi đây là chữ đen nè. Dạ đợi chút chị. Đợi chút. Hàng em lên là một dãy một dọc luôn chị. Chứ không có like theo yêu cầu á chứ à. Like theo yêu cầu thì mấy chục chị chờ nó kỳ lắm. Anh chị thông cảm với em nha. Đó. Đây nè mấy chị, đây là chữ B đen. Nó thực sự là nó chữ BB đen á. Hoặc là nó số 88 đen nhưng mà nhìn xa nó giống bi ha. Chốt giùm em bi đen tùng. Bi xanh đen có tùng. Bi xanh đen có tùng nha mấy chị nha. Bi xanh đen có tùng. Chị nào chốt bi xanh đen có tùng, chốt giùm em bi xanh đen có tùng. Và lên một mã cuối cùng cho mấy chị. Là cái mã tối nay mấy má đi chơi trung thu hết hay sao vậy trời? Chị mai mua con lồng đèn gì? Mày ra mày lấy cọng dây, mày lấy cái cây mày cột cọng thun, mày cột nhấm tóc ba mày đi sắt đi chơi. Bán ế qua tiền nó mua lồng đèn. Cái cột cái chùm mà tối hôm qua vuốt nước lên á. Ra mày sắt cái cây cần câu của ổng thì mày cột cọng thun vô, cột nhấm tóc ra kia ngầu rướng đèn đi. Còn Bi với Ti đi múa cà lăng xuống lấy cái đầm mà về áo bà ba, áo dài kìa. Rồi cái đây nè mấy chị, cái đây là bộ hoa vàng nha. Bộ hoa vàng có tùng. Hồi nãy chốt còn có bộ tay chị à. Chị đi ra chị chuyển tiền từ thiện vô xong cái người ta dớt này. Người ta dớt còn có bộ à chị nha. Chị này bộ này chị lấy 90, bộ này chị lấy size 2 thì cũng vừa nha. Riêng bộ này chị lấy size 2 thì cũng vừa ha. Lấy 2 thì đi. Cho em bi 75kg của chị Phạm Trang Anh Tư ơi, lấy bộ bi XL. Ok không thì em kiểm tra cho chị lại cho. Ok không em kiểm tra lại cho chị. Chị lấy bộ này size 2 thì cũng vừa nha. Bộ này mặc thoải mái. Anh gì? Hình như chị Phạm Đăng này có mua hàng mình ở Bi nãy giờ nói chưa? Đừng có cho số điện thoại lên nữa, chị đang bữa sau mua đồ cho 75kg được rồi. Tại chị đang mua hàng rồi, nhận hàng đầy đủ rồi cho nên không có cần ha. Rồi Bi ra kiểm tra bill của chị Tâm đi. Ba cái bộ này của chị Tâm nè. Nó tổng cộng có 4 bộ này size L nha. Rồi coi thử. Rồi coi thử size 3 mới có một bộ, thiếu 3 bộ nào kêu anh Tư lấy 3 bộ này. Rồi Ti ơi, bộ bao này jean hả? Cắt bao này đi. Cắt bao này. Nè bàn lại đây chơi lá đua thuyền. Hai cái bộ này là gu của em nha mấy chị. Dạ thông báo hai bộ này là gu của em á mấy chị, liệu mà sống nha. Mấy chị ơi, mấy chị liệu mà thông mà sướng nha. Ra hết luôn, đủ hết luôn. Cắt hết bao rồi đi. Thôi đừng, nãy có một bộ ba ịt rồi đó. Đó, bộ đó là bộ thổ cẩm vàng. Rồi lấy bộ hoa cúc 2 ịt. Bộ bi đen 2 ịt và bộ thổ cẩm đỏ 2 ịt. Rồi chị Sushi đâu rồi trời. Chị Sushi ơi, chị có thể chốt cho em một bộ cho em đỡ cô đơn và lạc lõng được không? Không. Có một bộ có bì thì lấy bì nha. Bộ nào có bì thì lấy bì. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Đều đều đều. In 3 tờ. Rồi 1 tờ 2 tờ. Nói nghe này chị Phạm Đăng, mình chốt một bộ thổ cẩm vàng đi, mình về mình coi người cái chất vải nó có khác bộ bi đen nha. Chốt thử đi mấy chị, chốt thử cho mình biết là mình cái tủ đồ mình nó không phải là đen hết ha mấy chị ha. Đây người phụ nữ tự tin mặc áo yếm không mặc áo vú vẫn ngồi đây live stream cho tất cả khán giả coi đó, hơi bị biến thái chút nhưng mà kệ mẹ nó, mấy chị dễ thương là được rồi nha. Đồng ý là hơi bị biến thái chút đó. Nè lùng ơi không uống nữa. Chốt qua. Ủa chị có chốt không mà chị ok theo em vậy? Chị chốt một bộ cá tùng giống vậy mà bộ hoa cúc vàng không? Anh Tư lấy bộ hoa cúc vàng XL cho em. À bộ thủ cẩm vàng đi. Bộ cẩm vàng vải đẹp không? Chốt thử đi chị về nhà. Chốt thử đi chị Đăng. Em nói thiệt về coi thử. Mình mặc cái mẫu này lên đẹp không? Mình mặc cái mẫu này nó có sáng chói xói chén hơn không? Vậy đó chốt thử đi chị nha. Đâu đưa em nè chị Đăng. Cho chị Đăng coi nè. Nói thiệt mà chốt thử đi chứ.
chút thử rồi mình biết là mình có đẹp hay không liền à. Thiệt, đợt này coi như là nó lừa vải là ưng ý em rồi đó. Đợt này là coi như vải lên với mẫu lên là bao dễ thương nè. Cổ cẩm vàng nè chị. Nó làm cái màu trước và màu sau nó dễ thương lắm. Mấy chị thấy cái form rộng rộng thì khi mấy chị lên nó dịu dàng lắm. Chị, bộ đen trắng phía sau là mẫu gì vậy? Bộ đen trắng là đầm á, đầm đầm. Đây chị. Đó, bộ thợ của thủ cẩm vàng là chị Phạm Đăng. Chốt cho chế nha. Chốt cho chế nha. Đó, Phạm Đăng nè. Phạm Đăng 160.000 thiệt. Mấy chị đừng mặc đen. Mặc thử màu đi mấy chị. Đợt này em cho ra hoa tùm lum luôn cho mấy chị á. Phạm Đăng đâu? Dạ, rồi tổng cộng là chị Phạm Đăng một bộ đen với lại một bộ vàng 160. Cảm ơn chị, em kiếm đâu vợ. Rồi à, hồi nãy có nói với mấy chị là tối nay sẽ lên legging nha mấy chị nha. Dạ rồi, lên cục legging đầu tiên. Dạ, của chị tổng một cộng trước và sau hai bộ. Là chim tôi sẽ cắt cao đôi cánh mềm. Mẫu chữ nằm phía sau lại nè đó ta. Mẫu chữ là bộ áo ba lỗ với quần đen. Tương ơi, áo ba lỗ quần đen. Tương đã đến bên em. Đến luôn bên anh. Rồi lên legging nha. Dạ, thông báo với mấy chị là legging này 140 nha. Nói chung là mua mắc bán mắc và mua rẻ bán rẻ đây nè. Chị nào mà 65kg đến 85kg chốt legging hoa, chốt legging xanh này 140, legging lụn. Nói chung là mấy con này mấy chị mặc lên bao đỉnh. Mấy con này mấy chị mặc lên vừa đỉnh là vừa sướng. Mà vừa sướng mà nó cũng vừa đỉnh. Chị nào chốt legging này chốt lên giúp giùm em legging ha. Legging này là size 65kg đến 85kg. Chị nào chốt legging chốt là nghe lấy cái bao vô cái legging nè Tuy ơi. Chị nào chốt legging thì chốt lên giúp giùm em 140.000 legging nha mấy chị nha. 140.000 legging. Legging của chị Hiệp Huỳnh nè. Legging của chị Hiệp Huỳnh 140 nè. Vải cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. Vải rất là đẹp mà vải rất là đỉnh. Ai chốt vải đẹp thì chốt vải đẹp, ai chốt vải đỉnh thì chốt vải đỉnh ha. Có size chị để qua mẫu khác nha. Chế nào chốt legging chốt lên giúp giùm em legging xanh size 65kg đến 85kg. Rồi nó có nhiều lắm chị, nó có nhiều mẫu lắm. 65 đến 85kg. Rồi lên mã này cho mấy chị nè. Mã này là mã gì? Mã lính. Mã này là mã lính nha. Rồi mã này là từ 60 đến 85kg. Mã lính quần legging. Mã lính này 60 đến 85kg mã lính. Có mã lính size lớn nè. Chị nào chốt mã lính chốt giùm em mã lính nha. Chị nào chốt mã lính có mã lính. Mã lính này tới 90kg nè. Chị nào chốt mã lính cứ chốt giúp giùm em mã lính với ha. Mã lính này chị Tâm cũng chưa vừa. Mã Tấm ha, mã lính này mấy mã này thì còn cỡ dưới 90kg thôi. Chị nào chốt mã lính chốt giùm em mã lính ha. Mã lính 65kg đến 85-70kg 90kg ha. Chị nào chốt mã lính chốt giúp giùm em mã lính nha. Ai chốt mã lính chốt giùm em mã lính. Em có con nằm đi tiệm nè. Biết lo nó có đây không nữa. Em có con nằm đi tiệm yếm kim tím nè. 85kg của Hồng Hoàng Thế 140. Hồng Hoàng Thế 140 lính nè. Em có một cái con đầm đi tiệc nè, 300 mấy chị, có một con thôi. Dạ thông báo với mấy chị là có đúng một con đầm đi tiệc 300. Coi như chị nào hôm nay vừa là chị đó may mắn thôi, cho biết không bao giờ. Để em coi thử em vừa, em vừa em la giấu luôn khỏi lai. Đỡ từ từ đã. Mày lấy cái cây mày lại mày đập nó hay bây. Lùng. Mấy đứa này không biết chừng nào. Thì coi mà lúc nào mà nó đang tâm trạng buồn là hai tụi bay nhớ comment cái gì không? Ủa bị bồ bỏ hả? Nhớ không? Cái con đầm yếm này nè mấy chị ơi. Cái đó phần sau, cái này phần trước nè. Cái này phần trước nè. Chế nào chốt con đầm yếm này chốt lên giúp em. Nãy giờ mở chưa ra dây. Con đầm yếm này size nhỏ thôi nha. Thông báo là size khoảng cỡ dưới 70kg. 60 đến 70kg đầm yếm. Ồ, chế nào chốt con đầm này để dành đi ăn tiệc giúp em nha. Chế nào chốt con đầm này. Ồ, để lộn mặt mấy chị ơi. Đó mặt sau, mặt này mặt trước nè. Chế
chế nào vừa con đầm yếm này thì chốt lên để dành đi ăn tiệc giúp em ha đầm yếm. Con này thì size khoảng cỡ dưới 72-73 kg là hết mắt ha. Cho em mã lính với chị cho em xem. Dạ mã lính là quần legging chị 65 kg đến 88 kg thôi nha, đựng tới 90 kg nha mã lính. Cái mã xanh thì độ giãn của nó nhiều hơn ha. Chị nào chốt con đầm yếm thì chốt giúp giùm em đầm yếm. Để riêng cái này vậy gì. Chị nào chốt giúp đầm yếm đi tiền thì chốt giúp giùm em đầm yếm nha. Rồi lên. Ai bà giỡn qua giỡn lại rớt đồ đổ rồi tao đục lũng mở cái thằng đầu đảng này nè nha. Quất cái thằng quỷ đầu đảng này qua lấy hai cái móc gỗ nè. Thằng quỷ đầu đảng đầu sọ đây nè. Nguyên một ngày không giỡn đâu, có đầu tấu lai đầu giỡn rồi lộn biêu rồi mắt con này nhìn con kia. Rồi thiếu mấy con kia nữa. Ngồi cùng theo. Em lên cho mấy chị một con sơ mi caro 150.000 sơ mi hàng quýt mấy chị ơi. Mấy chị coi giúp giùm em sơ mi hàng quýt nè. Trời ơi, 90 kg ơi, size lớn ơi. Size lớn ơi là size lớn rồi. Coi cái con lùng là cái con đầu đảng nha. Nha. Size này là size khoảng cỡ từ 85 kg đến 98 kg. Đẹp. Trời ơi, nè ơi nè. Trời ơi, caro hàng quýt 150.000 nè. 87 kg đến 100 kg. 87 kg đến 100 kg tao quýnh mặt mày giờ mày trốn ngồi đã lên chết trời quê. Ông qua ông đập tay tụi nói giùm tôi vậy. Dạ nghe ụ má tí nữa mà ụ má bị mà mai mà nó bị xì chét nó chửi tao nữa ha. Ba đứa mày thấy cảnh với tao. Bây giờ ổng nữa đi. Bây giờ ổng nữa đi ổng mà xì chét xìa này ổng đè đầu tao ra thấy cái cảnh với tao. Tao là cái ngu vậy thì là cái gà không. Mày cút cái mặt mày giống đó luôn nha. Trời ơi là trời bán ế mà gặp nguyên cái lũ nhà thiệt chứ. Dạ lấy em áo caro của chị Quyên. Con này đẹp nha chị Quyên. Con này hàng này lâu lâu mới có luôn á, 150. Nè em có con caro đen nè, xin ha mấy chị ha. Ồ cái mẫu đó nè, cái form đó nè mấy chị, chết ngừ luôn á. Cái form đẹp quá trời luôn á mấy chị ơi. Chị nào mà khoảng cỡ từ 80 đến 90 chốt con caro đen này cho em nha. 80 đến 90 kg chốt con caro đen cho em. Dạ lên nha mấy chị. Con caro đỏ này nó đâu có hàng đâu, nó có mỗi mẫu cái hai cái vậy à, mà không biết được hai cái đâu nữa nè. Caro đỏ nè mấy chị. Mấy con này là caro Hàn Quốc cho nên mấy chị là lâu lâu có là mấy chị phải mua liền nha, chứ không là phải mua vé máy bay qua bên kia mua đó. Rồi chị Hạnh Dung trần 150 nè. Khó lắm chị. Caro đỏ, caro đỏ mấy chị ơi, caro đỏ. Chị Quyên có muốn lấy thêm con caro đen không chị Quyên ơi? Chị Quyên có muốn lấy thêm con caro đen không báo em nha. Chị Quyên có muốn lấy thêm con caro đen báo em. Caro này là của chị Văn Thảo Nguyễn nè. Văn Thảo Nguyễn 150 nè. Văn Thảo Nguyễn nè. Vỏ dâu tây nè, 150 của vỏ dâu tây nè. 150 của vỏ dâu tây nè. Vỏ dâu tây 150.000 nè. Caro đen của chế Vi Tu nè. Caro đen của chị Vi Tu 150.000 nè. Chị Vi Tu 150.000 nè. Caro đen của chị Tâm nè. Caro đen của chị Tâm 150.000 nè. Này của chị Tâm nè. Rồi caro đỏ là của chị Lê Thị Thúy Nguyên là mấy con này mà về mấy chị mặc sọc đen là ố hụt xì dầu open lắc ra nha. Nhà nào mà thổ nến mà không chịu tắt đó là ra cái con rồi nè. Đang ý gì hả Lùng? Rồi Lê Thị Thúy Nguyên caro đỏ nè. Để coi thử caro đen còn tay chị Nguyên không nha. Nè một con của chị Nguyên nè, caro đen của chị Nguyên nè. Thấy trên lời của chị Nguyên nè, Lê Thị Thúy Nguyên nè. Đúng rồi. Caro đen 90 kg để coi được còn không nha chị. Vỏ dâu tây à. Con này vỏ dâu tây mặc thoải mái nha. Vỏ dâu tây yên tâm nha. Đưa cái con của vỏ dâu tây ra đây cho em ơi. Mấy chị cứ comment lên đi rồi em coi size rồi em lấy cho. Nếu có size thì em lấy, nếu không có size thì em lấy nha. Có size thì em lấy, còn không có size em không lấy. Tại cái này là mặc theo form rộng nha mấy chị nha. Nếu chị nào không có thích form rộng thì có thể báo xã ha. Nếu chị nào không thích form rộng thì báo xã giúp em nha mấy chị nha. Không thích form rộng thì cứ báo xã ha.
caro đen còn nhiêu là em hốt hết luôn á. Caro đen này của hai của chị Minh Kim Đòn trước nè. Minh Kim Đòn trước đi. Minh Kim Đòn trước rồi ai thiếu gì chốt nha. Minh Kim Đòn trước nè. Có thử hồi nãy của chị Quyên có sai à. Rồi cái này của dâu tây nè, anh ơi bỏ giùm em vô dâu tây nè. Rồi dâu tây nè. Rồi còn thiếu của ai? Còn thiếu của vỏ tri thức nè. Vỏ tri thức 90kg của vỏ tri thức nè. À dạ bán khách mới nói luôn. Ví dụ như ra cho kiểm tra hàng là sao? Cho kiểm tra hàng là có nghĩa là tao đặt mày con caro này thì ra hàng đúng con caro thì nhận hàng giùm. Nhận hàng giùm trả tiền cho shipper. Xong rồi nếu mà chị mặc rộng mặc chật thì báo em đổi size. Hàng chính quy cho đổi size, hàng sale không cho đổi size. Kể cả khi giận cũng không được đổi size, mà kể cả khi nhiều lý do cũng không được đổi size. Ok nha, em nói cho khách mới biết cho khỏi mắc lòng. Rồi vỏ tri thức không? Vỏ tri thức 150 nè. Rồi còn ai nữa? Rồi chốt cho Vi Tu rồi nè. Còn hai ta nữa không? Khi hai ta về một nhà, đẹp đôi mi cùng một giường. Ê mơ mơ về một mơ. Rồi của hai ta nè. Hai ta một con caro đen của hai ta. Và một con của chị Hiếu Lê nè. Em đợi em về quần riêng thêm nè. Chút nữa có quần riêng đẹp nè. Chị Hiếu Lê ngồi chơi với em nha. Rồi Hiếu Lê nè. Rồi khách mới nói luôn nha chị Phúc nha. Khách mới thì riêng chuyện nha chị á. Khi riêng chị á là chừng nào nhận được hàng thì chuyển khoản cho em. Đó báo luôn cho chị biết. Còn ai nữa không? Gì? Còn con nè. Nhưng mà ý là không ai chốt nữa. Còn con chị. Đó rồi còn bốn con. Còn bốn con nha quý vị nha. Dạ còn riêng chị á. Là vậy á. Chị bỏ cái phút rồi cho em xin chị xuống hỏi nha. Đây 140 ngàn. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị. Quần này nó sướng nha. Nó sướng rơn luôn. Quần này nè. Dạ 60-80kg. Quần đen viền trắng. Quần đen viền trắng 140 ngàn. Ai chốt đen viền trắng chốt lên giúp giùm em đen viền trắng nha. Ai chốt đen viền trắng chốt lên giúp giùm em cam. Tèo. Có size 60-72kg nữa nha. Hồng hoàn thế áo caro nhiêu ký rồi? 8 mấy ký không chị? Còn con của chị nè. Phải coi nha. Nha hầu chưa lộn đồ ha. Lộn đồ là thấy cái cảnh với tao nha. Cái thằng kia là thằng đầu đảng nè. Hồng hòn thuế 150 ngàn nè. Rồi quần này của chị Võ Phúc lấy mấy con nè. Quần Võ Phúc 140 của Võ Phúc. Coi thử đọc thì bài Võ Phúc không. Nhiều lúc em lộn cái tay. Võ Phúc 140 nè. Quần này đẹp lắm nha mấy chị. Hột xì dầu Obelac ơi. Chốt lẹ đi hột xì dầu Obelac. Hột xì dầu mà lăn vô nách nha. Con này tới 85-87kg nè. Con này tới 85-87kg nè. Một xì dầu mà lăn vô nó. Xì dầu mà lăn vô. Có chị Huyền Nguyễn Thị có nha. Chị ngồi chơi với em. Để mẫu cho cái đặt rồi cho địa chỉ xuống gọi. Dạ đợi em. Đợi em. Đừng phân phố về đâu. Đợi em. Con này của chị Nguyễn Tâm nè. Đợi em. Anh vô lớn chờ đâu. Đợi em. Vắng em. Quần 140 hả? Quần 140. Có 70kg nè chị Tuyên. Vắng em. Cơm gió hồi nào buồn. Quần này 70kg nè chị Tuyên. Quần legging viền trắng. Trời ơi mấy quần này mấy chị chốt hai con ba con đi tập thể dục nha mấy chị. Tập mở mu khép mu mở mu khép mu nè. Em có con quần đen đâu lạc lõi nè mấy chị. Quần đen lạc lõng 65-80kg 82kg nè. Trời con này có túi nè chị Võ Phúc. Chốt cái con đen trơn. Chị nào chốt đen trơn chốt giùm em đen trơn. Vâng em đen trơn. Con này là con này con của chị Tâm nè. Nguyễn Tâm nè, 140. Vắng em. Cơn phố dân hồn. Đen trơn của chị Võ Phúc nè. 140 của chị Võ Phúc nè.
Dạ, cái quần này vải đẹp lắm nha Na. Cái quần xanh màu này là vải cực kỳ đẹp. Xanh màu này hiện giờ em thấy mới có một con thôi. Chốt giùm em là xanh xanh ngọc đi. Ha, có một con xanh ngọc đó, ai chốt xanh ngọc chốt. Đây là xanh đen nè. Xanh đen là con của chị Tâm, tay nhỏ. Xanh đen con chị Tâm nè, 140 nè. 140 con chị Tâm. Xanh ngọc tay 65 đến 85 kg xanh ngọc ha. Ai chốt xanh ngọc thì chốt giùm em. Nãy giờ chưa có quần tay của chị Tâm. Sám nè, sám tay chị Tâm nè. Sám này size là từ 75 kg đến 100 kg nè. Nguyễn Tâm là sám của chị Tâm nè. Sám này của Me Nguyễn Dừa nè nha. Dạ thông báo là sám này của Me Nguyễn Dừa nè nha. Rồi chị Tâm nè, 140. Sám này là của Na Nguyễn Dừa nhưng mà để tôi size nè. Tại vì mỗi mẫu nó có con size nè. Ở trên này nó có dây kéo nè. Dây kéo chỗ giấu tiền chồng nè nha mấy chị nha. Nhưng mà con này size nhỏ hơn. Con này thì size dưới 75-77 kg. Con này size dưới 75-77 kg để kiếm cho Na quần sám mà. Đây, để kiếm coi được có không nha. Vắng em cơn gió nào buồn, chưa có nào. Nhớ em cơn sóng giận hờn, chờ nhau tình yêu. Ngọc Diễm lấy con 70 kg thôi. Ngọc Diễm lấy con này đi, lấy con sám mà có túi có dây kéo này đi chứ. Ngọc Diễm này, chị Ngọc hôm nay ngồi chờ lên nguồn rinh nha. Chứ ngó bộ hôm nay quần xin là toàn hàng độc, hàng đẹp không á. Tối nay đi múa trung thu hết rồi. Tối nay đi đi múa tùng xin xin đắt đó, tùng xin xin. Nè nè, nè lấy quần này được không? Nè lấy quần này được không? Nè báo nha nè ơi. Tùng xin xin cắt đó, tùng xin xin. Tùng xin xin cắt, tùng xin xin. Nè lấy quần này được không nè ơi? Quần viền trắng, quần đen viền trắng nè ơi. Nè ơi, nè ơi, nó có bồ. Tao nghe tụi bay hứa mua trang đô la gì mà tao nghe hứa từ cái thời nào tới giờ luôn á. À, em thích quần đen trơn. Ok, rồi Tây ơi, hốt ba lít kinh vô nè Tây. Đây, hốt lít kinh vô. Hốt lít kinh vô. Chị chưa lấy kim trăm tư chưa? Lấy cái đó là coi như đựng dừa mày luôn á Tây. Coi như luôn á. Đúng, đúng rồi, coi chưa chưa. Cái đó là mở ra coi. Nãy em có con nằm yếm nè. Rồi bỏ vô luôn á. Nãy em có con nằm yếm tay lớn nè mấy chị. Để tối em mặc thử con nằm yếm lên cho mấy chị coi. Tối em có thôi, em có con nằm yếm. Nằm yếm này size này là khoảng cỡ dưới 80 kg. Nằm yếm này size 80 kg nha mấy chị nha. Nằm yếm này nãy không có con lon, chứ có con lon chụp hình là nó lấy liền. Có con lon đó là chụp hình nó lấy liền mấy chị. Tại Loan nó thích dây yếm cái này 14-16. Nằm yếm này là 300 nha mấy chị nha. Nằm yếm này 300. Em thích quần trơn, ừ thích quần trơn để tí chọn cái khác nha nè. Thích quần trơn thì để tí chọn cái khác. À, em có con quần này, quần túi hộp nè. Quần túi hộp này size khoảng cỡ dưới 75 kg. Quần túi hộp này là 140 ngàn. Quần túi hộp ở dưới nó có cái bạ nè, mấy chị thấy đẹp không? Quần này khoảng cỡ 75 kg. Chị nào chốt quần túi hộp này, chốt giúp dùm cho em quần túi hộp sáng. Mấy con này hàng thứ 1 cái à. Hàng này là hàng thứ 1 cái nha. Rồi quần này 150 ngàn là đôi thức dây luôn rồi. Quần này hôm nay sót kho được 3 con, quần này là quần riêng nha. Quần này là sót kho được 3 con quý vị ơi. Sót kho được 3 con, 150 ngàn con. Quần này sót kho 3 con nha. Con này là eo 113 đến 116. Eo 112 đến 116, mở này dưới nha. Eo 112 đến 116 quần riêng. Nó là vải riêng nha. Riêng hoa. Eo 112 đến 116. Chị nào chốt eo 112 đến 116 chốt lên giúp giùm em. Em có một con áo khoác khỉ bán cho mấy chị với giá 120. Chị Nguyễn Tâm lấy quần 150 nè.
Rồi em có một con áo khoác khỉ bán với chị 120 ngàn. Con này size lớn nha mấy chị. Con này phải size 90 đến 100 ký ha. Con này size 90 đến 100 ký áo khoác khỉ. À, quần ho để em coi thì có size chị Thúy không nha. Chứ em thấy không có size chị Thúy rồi đó. Chờ nhau tình yêu, chờ nhau đến chứ sao. Rồi cầm máy bắt máy đây. Và của chị Thúy Nguyễn Thị nè, eo 100 nè. Đó đó đó. Mồ gọi đó. Rồi 150 của Thúy Nguyễn Thị nè. Cái cạch gọi khoai. Trời lộn, cái không á. Lấy cho chị. Dạ lấy cho chị Thúy Nguyên cái áo khoác 120. Dạ chị. 120 của Thúy Nguyên. Xin lỗi. Xin lỗi, mình không biết là mình không có tàu. Đúng với chị, mình không biết là mình không có tàu. Dạ tối gửi đồ. Áo khoác hết lấy rồi. Rồi em còn một con quần này là quần của chị Hạnh Dung Trần là eo 106 nè. Ai mà săn quần riêng là tối nay ngồi lại like. Còn đúng một con cuối cùng eo 106. Đúng một con cuối cùng thôi mấy chị, eo 106 nha. Eo 106 giờ lên đầm nè. Chị nào chốt thì chốt giùm em eo 106 thôi. Đó, thấy không? Bồ nhắn rồi cho đó, thấy chưa? Anh yêu đang làm gì đấy? Nguyễn Thị Bé Hồng mới nhắn tin đó. Mua cho đô la nhé. Đây nè chị, riêng bảy tóc nha chị. Riêng hoa bảy tóc, nói chung là mấy con này hàng hiếp. Nói với mấy chị câu vậy, mấy con này hàng hiếp là mấy chị hiểu rồi. Eo 106 nè. Hàng này bình thường đi kiếm không có nha. Hàng này bình thường là mấy chị đi kiếm là không hề có. Thông báo cho mấy chị nhẹ nhẹ gì đó ha. Rồi được 3 con quần nữa nè. Được 3 con quần 150 nữa nè. Rồi đo tiếp nha. Được 3 con quần 150 cũng là riêng nha mấy chị nha. Nó là riêng hết á, vải nó là vải riêng hết á. Riêng in nha mấy chị. Rồi riêng trắng in hoa. Cái cục của cô chị Thúy Nga đưa về chưa? Thôi để anh Phước giải quyết bill đó. Bill đó mày không biết cho nó bậy bạn. Cục của Thúy Nga không có nhận trả về đúng không? Chưa. Cái báo là gọi không được rồi đó. Rồi quần trắng này cũng eo 106 nè. Eo 106 nè. Chị nào chốt riêng trắng này thì chốt giùm em eo 106 nè. Riêng trắng eo 106. 106 nè. Cái này cũng có eo 106 nè. Dạ. Có không có, nó có 1 con rồi chị Lê Thúy Nguyên ơi. Nó có 1 con nè. Nó có nhiều thì nó làm gì, nó có mấy mẫu này hàng xuất kho chị, nó có 1 con à. Con này eo 101 của chị Tâm nè. Ờ, Nguyễn Tâm nè. Mấy con này eo size lớn lắm chị Anh Nguyệt Mai. Eo này là eo 104, 106 là nó còn cỡ 90 ký nè. Đó. 250 luôn. Đi thôi chị Trân Anh Bốt không có dừa. 150 không có dừa. Rồi em có 1 con đầm sọc nè mấy chị, bán mấy chị với giá là 220. 220 con đầm sọc nha. Đầm sọc 220 ngàn. Chị nào chốt đầm sọc 220 ngàn chốt giùm em. Cái đầm này mấy chị về mặc giày, mang giày thể thao đẹp lắm. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Con này size 70 đến 82, 83 ký. Chốt giùm em đầm sọc nha. Đầm sọc có quen nè. Ai chị nào chốt đầm sọc phủ tim có quen chốt giùm em 74 ký đến 83 ký vừa ha. Riêng in hoa em 106 của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Nguyên Phạm quận 12 150 nè. Nói chung là chị tự coi eo giúp em đây. Eo này là eo 106 còn cỡ 90. Em nói chữ khoảng thôi nha. Khoảng cỡ 90 ký chị Ngô Hiền. Còn chị Ngô Hiền chờ quần riêng là đợi bên này. Đợi bên này thì em đang về một lô quần can can nè. Nó còn lấy riêng nắng tên. Tổ hết ra vừa đầm qua bên này nha chị đấy. Vừa đầm qua bên này nha chị. Những năm tháng xa rời bạn bè. Đồ sọc là gì? À đầm sọc. Đầm sọc của chị Trà My nè. Trà My đầm sọc đâu rồi? Trà My đầm sọc hàng Việt Nam xuất khẩu 220 nè. 220 đầm Việt Nam xuất khẩu của Trà My. Hôm giờ chị nào hỏi quần đen có được con quần đen size nhỏ nè. Hôm giờ chị nào hỏi quần đen có quần đen nha.
nó cái bao nhà dưới luôn. Chị nào chốt quần đen chốt lên giúp giùm em quần đen. Quần này là 250.000 nha mấy chị. Quần này là 250.000 mà quần có đinh thì 280. Mua kho rẻ thì bán rẻ, còn mua kho mắc thì chấp nhận ha mấy chị ha. Vừa mi, vừa mi là bằng chị mi là bằng em á. Chị mi bằng em ha. Chị lấy quần hoa trắng eo 116, không có cái nào eo 116 á. Con này eo 106 chị, eo 106. Rồi lên cho mấy chị một con quần rin đen vải co dẹp. Con này là hàng Việt Nam xuất khẩu rồi nha, cho nên con này là vải cực kỳ đỉnh luôn. Con này 250 ha. Con này là size, con này là size 16 là tương đương 80kg, là 78-83kg. Con này là eo 104 nè mấy chị. Con quần đen này eo 100-104 là tương đương là 78-84-85kg là con này. Quần đen eo 104, quần đen eo 100-104. Chị nào chốt quần đen eo 100-104 thì hốt em này ha. Hốt giùm em này nha mấy chị nha. Đợi chị còn quần bảy tấc nhiều lắm à, đợi em. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con quần đen. Lên tiếp cho mấy chị một con quần đen size số 10 là size 70kg nè. Chế nào dưới 70-72kg chốt con size số 10 đen này. Size số 10 đen này là size 70-72kg. Chị nào chốt quần đen này chốt giùm em 250.000 quần đen của hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Quần đen, không không không, quần riêng nó tư đừng lấy bên này nữa, đừng chạy lên nữa, để từ từ bán. Từ chút nữa em lôi đi em bỏ ra cho, đừng lôi nữa. Quần đen size số 10 của chị Triều Nguyễn 250 nè. Rồi quần đen lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp quần đen, lên tiếp quần đen. Rồi quần đen này size 12 là dưới 73-74-75kg. Size 12 là dưới 73-74-75kg. Nhưng mà về mấy chị coi form đi. Thúy Võ Hà Thanh sao không có con này trời. Thúy Võ Hà Thanh đâu rồi? Thúy Võ Hà Thanh đâu rồi? Thúy Võ Hà Thanh thấy mấy cái quần này Thúy Võ Hà Thanh mê lắm. Rồi cái này là size 14 nè. Cái này là size 14 nè, dưới 77-78kg nè. Cái size 14 dưới 77-78kg quần đen. Bây giờ hiện giờ nó còn size 12 dưới 73-74-75kg. Size 14 dưới 77-78kg và size 16 là dưới 82-83kg. Nó còn 3 mẫu quần đen vậy, size số 10 hết rồi chị Ngọc Diễm ơi. Nó còn size 12 nhỉnh nhỉnh lên 2-3kg chị lấy được không? Nhỉnh nhỉnh lên 2-3kg chế chốt được không? Chế chốt được thì chế báo em nha. À, chị lấy quần đen size bao nhiêu chị Tâm ơi? Nó có 12, 14 và 16. Đó em có đọc size cho mấy chị, 12, 14 và 16. Rồi em có con quần đen nè, ống nhỏ ha. Quần đen này thì khoảng cỡ quần đen này thì 220 thôi. Quần đen này 220. Hồng Ngọc lấy size 14 nè, Hương Ngọc nè. Hương Ngọc size 14, 250 nè. Hương Ngọc size 14, 250 nè. Rồi size 16 của chị Nguyễn Tâm nè. Size 16 của chị Nguyễn Tâm nè. Size 16 của chị Nguyễn Tâm nè. 16 của chị Nguyễn Tâm 250 nè. Rồi ai nhắn tin nhìn cho Thúy Võ Hà Thanh có quần đen không? Thúy Võ Hà Thanh vào lấy đi. Ai nhắn tin Thúy Võ Hà Thanh có quần đen không? Chứ lâu lâu mới có chứ chờ. Rồi quần này là chị nào 74kg đến 80-84-82kg lấy được rồi. Quần này 220. Tại vì cái vải nó khác, nó rẻ xuống thì em bán cho mấy chị rẻ xuống. Chứ quần này mà em để luôn em bán cho mấy chị thì hầu như mấy chị đều không có biết là quần nào ha. Nhưng mà mẫu nào em lấy được rẻ thì em báo rẻ. Quần này 220.000 ha. 220.000 quần này. 220. Thúy Võ Hà Thanh có áo lẻ. Diễm Nhi ơi đợi em nha, em vừa áo lẻ lô áo lẻ đồ đẹp lắm nha. Quần đó size 14 nè. Đó chị nào mới lấy 14 có lấy thêm mẫu này không thì lấy nha chị Hương Ngọc ơi. Có lấy thêm mẫu này thì lấy giúp em nha. Quần này size nhiêu chưa coi size được. Rồi quần này size 14 luôn nè. Quần này size 14 luôn nè. Và quần đen 220 có size 16 nè. Quần đen 220 có size 16 luôn ha. Chị lấy em quần màu trắng eo 106 cho em nha. Dạ. Nếu mà chật quá thì báo em nha chị Quyên. Nếu mà chật quá thì cứ báo em ha. Nè Lê Thị Thúy Quyên 150.000. Rồi còn một con size 16 nè. Chị Tâm muốn lấy thêm thì lấy ha. Trời là trời, tôi bán không ai mua, tôi buồn quá trời ơi. Em có con đồng 250.000 nè.
em có con đầm 250 nghe nè quý vị. À, cơ quan mà không có áo là có quần mà không có áo lễ trời chị. Chị muốn giặt áo lễ là tối nay em thức khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ là khoảng cỡ 4-5 ngày sau em về một đống áo lễ cho mấy chị ha. Gì vậy Bi? Mày đừng có đem con tao làm trò đùa của tụi ai nha. Trời ơi, la dông mà mấy chị đẹp không? Bức phát luôn á. Con này mà mấy chế mà mặc lên một phát là chỉ có từ chết tới bị thương. Khi mấy chị mặc lên là nó là form đắp chéo ha. Nó là form đắp chéo, con này size số 10 nè. Chị nào 60-70kg chốt con đồng này. Chị Minh đâu rồi, chị Minh đâu rồi? Ai đâu à? Trời ơi, con điên. Ai mượn luôn á. Dạ, nó còn có size 14 cũng được mà size 16 cũng được chị. Nó cái nào cũng được đó chị Hương à. À, em nói thiệt mà, tại vì nhà em là may số lượng ít cho nên là lúc nào cũng cao giá hơn tất cả những cái kho khác bán đó. Nhưng mà em bán những cái mẫu đó cho khỏi đụng hàng mấy chị nhiều. Chứ mấy chị mặc một mẫu là bao nhiêu con người mình mặc luôn là ra đường nhiều lúc nó đụng hàng, đụng háng á mấy chị ha. Đó, lấy em con đầm 70kg đó, chị Nguyên mua cho ai vậy? Hai chị Nguyên bị hắt nít rồi. 250 của chị Nguyên. À, hôm nay đầm về nhiều đẹp lắm nha. Em nhắc nhẹ nhẹ cho mấy chị thôi ha. Hôm nay đầm về nhiều đẹp lắm. Rồi caro size 100kg vẫn còn nha. Caro size 90-100kg vẫn còn 150 nha. Ở chế nào chốt mấy con đây là chốt để dành mặt nha. Ủa em bị sót con hoa nè mấy chị. Em bị sót con hoa nè. Em bị sót con rim hoa nè. Chị Diệu Thúy em không có size 6-8 chị Diệu Thúy ơi. Tại vì em cứ bán size từ 60kg trở lên cái em không có lấy size 6 với size 8 chị Diệu Thúy. Không ấy chị Diệu Thúy ăn lên khoảng 5kg vô gặp em được không? Không ấy ăn lên 5kg vô gặp em được không? Hôm nay em bị đê mê cái con váy này nè mấy chị. Em bị đê mê cái con váy sơ mi súp ly này nè. Đê mê thiệt nha. Size 16 250 nha. Em bị thích cái con này thiệt đó mấy chị. Lấy luôn hoa hồng đỏ luôn hả chị Quyên? Dạ lấy luôn hoa hồng đỏ cho chị. Con này cho eo 101 nè. Hoa hồng đỏ của chị Jin Hoa nó size lớn với chị Tâm An. Chị Tâm An bị rộng ruột đợi tí xíu lên cái riêng xanh này nè. Mấy chồng luôn. Rồi lên đầm nha. Hôm nay em bị phê lòi cái con đầm sơ mi hoa vàng này nè mấy chị. Em chị bị phê lòi ha. Nó ghi là size 16 nhưng mà khoảng cỡ từ 70-80kg nha. 68-80kg. 68kg mấy chị mặc cái form hơi rộng rộng mấy chị cột cái cọng dây vô nó rất là đẹp. 68kg, 65kg cũng được. Đến 80kg cho em đầm sơ mi vải súp ly con này đẹp ha. Con này quá trời xuất sắc luôn mấy chị. Vậy chị đổi cho em quần size 16 mặc cho thoải mái ok đưa chị Hương Ngọc lại đi. Chị Hương Ngọc lấy quần 220 nha. Hương Ngọc. Hương Ngọc ghi lại 220. Đầm sơ mi của chị. Chị ơi lấy cái váy hoa trắng sau lưng em xem với. Cái váy đen hoa trắng á họ chị Thu Thảo. Rồi bình bùi đầm sơ mi 250 nè. 250 của chị bình bùi nè đúng không? Chị Thu Thảo đúng thì báo lên giùm em nha. Chế nào chốt đầm sơ mi chốt lên giúp giùm em. Kiểu uổng nè mấy chị. Kiểu uổng là nói thiệt á chứ không phải nói giỡn đâu. Hôm nay lên cho mấy chị một cái mã đầm caro. Hôm nay em lên cho mấy chị một cái mã đầm caro đi ăn tiệc. 280.000 đồng caro. Chế nào chốt đầm caro thì chốt thôi ha. Chứ cái form là em thấy muốn si sụp xỉu luôn rồi nè. Size 16 nè. Ồ, xuất sắc chưa mấy chị? Em thấy cái form này là em bị si sụp xỉu đó. Khi mấy chị mặc lên cổ tim trước, cổ tim sau và tay cánh tiên như thế này. Cái gì vậy? Cái quần nó sửa lại 220 đúng không? Đúng rồi. Đầm này 250. Rồi đây là mấy chị, khi ở giữa mấy chị mặc lên nó có cái miếng này nè. Khi mấy chị nó mặc nó sẽ căng ra. Nó căng ra nó làm cho mấy chị không có thấy bụng, không có thấy tay và không có thấy bụng mỡ. Và đầm này là 208, nó có mẫu caro size 16 nè. Caro size 16. Trời con này dễ thương quá. Con này cực kỳ dễ thương luôn mấy chị ơi. Con này size 16 nè, caro size 16 nè. Đó, chị Bình Bùi ơi.
nói gì nói cho chốt cái con này đi nha chị Bình Bùi. Chó mà nó đẹp xinh sực xỉu luôn nha chị Bình Bùi. Size 16 ba con. Ủa sao vậy? Size 12 nè. Mấy chị ơi, size 12, 73, 74 kg nè. Ôi cái con này em nói thiệt á, như công chúa luôn ha. Cái con đầm này mấy chị mặc lên như công chúa luôn. Size 12 nè. 16 nè, 12 là dưới 73, 74 kg nè. Size 16 dưới 83, 84, 85 kg tùy chiều cao nè. Dòi ai nữa, con này là cũng size 16 luôn nè. Đó, size 16 là khoảng cỡ 75 đến 83, 84 kg tùy chiều cao ha. 16 nè. Đó, size 16 là khoảng cỡ từ 75 kg. Hình như em mới thấy chị Ngọc Hà Phạm nhắn tin bên cái nick Võ Thị Yên phụ em phải không? Caro size 12 của Hiếu Lê nè. Trời ơi, con này đẹp lắm chị Hiếu Lê ơi. Nói thiệt, em nói thiệt nha. Mấy chị biết mà em lấy nhiều là mấy chị biết ở ngoài cái form nó đẹp như thế nào rồi. 280 của chị Hiếu Lê nè, 75kg đó, 84kg, 75-76kg. Nói chung là chị Ngọc Hà Phạm muốn mặc con nào á, là chị cứ, chị bây giờ chị muốn biết là hàng Việt Nam xuất khẩu chị mặc size nào, chị báo lên chiều cao con nào em báo size cho chị. Đó. Nhưng mà con này là mấy chị mặc lên như công chúa đầm đây mấy chị đi tiệc được nha. Dạ thông báo với mấy chị là đầm 280 này là mấy chị đi tiệc được ha. Là mấy chị đi tiệc được. Em mới nhận jean đen 207 đẹp lắm. Rin đó là rin hàng xưởng, nó chưa đẹp bằng hàng Việt Nam xuất khẩu đâu. Con này size 14 là dưới 77kg nè. Con này size 14 là dưới 77kg nè. Lấy size 16 để chị Thúy Nguyễn Thị. Con này đẹp lắm chị ơi, cái caro này nè. Em nói thiệt lòng nè, rồi Thúy Nguyễn Thị nè. Thúy Nguyễn Thị đầm nè. Là chị mặc size 16 được nha. Rồi Thúy Nguyễn Thị là 280 ngàn. Hello chị Ngọc Quang Lệ. Từ từ bé bé ơi, sợ cô ngờ chị Ngọc Quang Lệ ra rồi chốt cho chị hàng đi. Chị có một cái vùng rin xanh bạc, cái bao rin để trên cầu thang á. Đầm caro 85 ký của chế Thi Bảo Ngọc nè. Thi Bảo Ngọc size 16 nè. Rồi Thúy Nguyễn Thị in lại nè, Thúy Nguyễn Thị một đầm 80kg nè. Rồi Thi Bảo Ngọc nè. Bao nhiêu tiền? 280. Mấy con hồi nãy hồi trước cũng 280 phải không? Rồi một con này của chị Thi Bảo Ngọc nè. Thi Bảo Ngọc đây. Rồi, có giấy chưa? Có rồi hả? Rồi Thi Bảo Ngọc 280 nè. 280 của Thi Bảo Ngọc. Thi Bảo Ngọc 280 nè. Còn đó là một trong cái ba một sọt kêu anh Tư lấy giùm cho, nó còn đúng một con đó thôi. Hôm nay em có tổng cộng 5 con quần, 5 con đầm chắc la dê, đầm yếm. Nhưng mà chế nào mà thích phơm yếm, phơm dây mới mặc được con này. Nhưng mà con này là hàng hiếm nha. Con này giờ em thông báo với mấy chị là hàng hiếm nha mấy chị nha. Vải đẹp lắm. Em nói thật với mấy chị, vải đẹp lắm. Em mà là cái người mà còn thích cái đầm đây thì mấy chị khỏi chê. Em một con. 75 kg xay gì? Nó không có một cái gì nhất. Cho em xem xít Gucci sơ mi. Cho xem xét go Gucci sơ mi. Gucci sơ mi 280 hả chị Quang Ngọc Lê? Bi ơi lên lầu lấy cái xét sơ mi Gucci 280 đâu hôm qua Bi lấy á, nhớ không? Đầm yếm này là hàng độc lắm mấy chị. Trâm Nguyễn, chị Hiếu Hoa tối nay gửi hàng cho chị được chưa? Anh Phước hỏi em qua giờ mà em quên. 280 của chị Trâm Nguyễn, Hiếu Cà Mau. Nó có tổng cộng là, ủa lộn em con cái lộn, nó có tổng cộng 5 con thôi. Cho nên là mấy chị lấy là phải lấy nhanh lên ha. Nó chỉ có tổng cộng 5 con và size nó là size 14 mấy chị. Là nó khoảng cỡ từ 68kg đến 77kg. Mấy chị nè, có con size, phải con size số 10 đẹp size khác. Dạ em thông báo với mấy chị nha, nó chỉ có đúng 5 con. Chị Tranh một con, em một con, còn 3 con. Lấy size L xuống cho mọi người coi. Dưới đây có không ta? Dưới đây có quà giao, lấy size L xuống. Nói thật mấy chị coi cái mấy chị coi cái mẫu nó may nè. Dạ gỡ cho vòng nhân hả chị. Đây nè em cho mấy chị coi nè ha. Em cho mấy chị coi nè, sao chị đi không đi chơi với Nhi chị giỡ nhà chi vậy? Đây nè nó làm nè mấy chị, nó làm gân từ trước ra sau, nó làm cái form đẹp lắm. Cái vải tuyệt vời đẹp nha. Cái vải co giãn tuyệt vời đẹp luôn. Cái vải đây là mấy chị không có một điểm trừ cho con đầm luôn. Nhưng mà nếu mà hàng Việt Nam không có sai chị. Nó chỉ có size 14 là từ 68kg đến 75-77kg thôi. Con này được con size 16 nè. Con này được con size 16 nè.
Nó nằm ở nhà dưới mà kiểm tra con thử có XL rồi lấy con size 16 về. Size 16 là còn cỡ 85kg nha. Đó, size 16 còn cỡ 85kg để mặc 14 con này cũng được mà 16 con này cũng được. Mà nói thiệt với mấy chị là con này là hàng tuyển nè. Con này hàng tuyển nè. Rồi đây là bộ sơ mi Gucci có size 60 đến 100kg, bộ này 280 hàng xưởng nhà em. Nha mấy chị nha, bộ này là 280 hàng xưởng nhà em. Sơ mi Gucci cái phơm áo đẹp lắm nha chế nha. Cái phơm áo của bộ sơ mi này cực đẹp. Ủa hôm nay chị mua mấy bộ nhà cho chị Hiếu. Chị Hiếu có mua, chị Trâm Nguyễn có muốn coi mấy bộ nhà và gu của chị không? Gu của chị mà vải nhẹ nhàng lắm. Đây, đầm caro đó hàng xúc của chị Thi Bảo Ngọc. Đầm caro đó hàng xúc, đó đầm yếm của chị. Đầm yếm của chị Bình Bùi. Đầm yếm của chị Bình Bùi nè. Được cái size 16 chị Bình Bùi. À, 200, nè chị Bình Bùi nè. Để cái size 14 này mà. Em có một con đầm. Chị Tâm ơi, có một con đầm size số 8 nè. Chị Tâm coi con đầm size số 8 gu con chị nè. Trời ơi, 60kg nè chị, đẹp không? Size số 8, 60-62kg nè, đẹp không? Size số 8 nè chị Tâm. Mặt size XL là 70-80kg. Lấy hoa trắng thì em hỏi chị Thu Thảo là hoa trắng đeo là phải cái đầm trên mai lăng canh mặc không? Để em biết em lấy. Rồi đây là bộ Gucci nè, kèm với lại chân váy quần Gucci. Thì chị trả lời em đúng hay không? Để em biết em mới lên đồ được nè. Ha? Ở chân váy quần Gucci. Còn cái chị gì hồi nãy ba chữ ấy. Cái chị gì ba chữ, cái chị Ngọc Hà Phạm, chị mặc sai giày xỏ ngón đó màu trắng, đợi hàng về chị Thúy, nó đang về đó, nó đang về khoảng cỡ 10 ngày nữa nó về một lô giày sandal đó 36 tới 44 luôn ha. À, dạ đợi em chút chị Thảo. Nhưng mà sao này size L, này size L đi. Bộ caro sơ mi là bộ nào? À, bộ caro ở dưới, caro trắng đen mở trên sơ mi lưới phải không? Từ từ kiếm đi, nhà dưới hay sao? Từ từ em chốt cái đồng đây nha. Từ có cái đồng không quên nha. Sơ mi lưới như trên lầu ở bây giờ. Đâu đó cái đồng của chị Bình Bùi có chưa? Đưa em coi lại cái size, sao cái size 16 nó nằm ở đây. Kiểm tra lại, Thảo chờ em một phút thôi Thảo. Cái size là cái gì? Kiểm đưa size chị. Cái đồng này chị Bình Bùi về mặt ưng lắm, ưng bụng lắm. Nói chung là bán hàng mà ấy là em tự tin lắm. Mém chút nữa nè, rồi size 16 nè. Rồi đây là chị, nó là đầm hoa cúc nha chị, đầm đó là 280 ngàn. Đầm nó là phơm dài tới ống quyển ha. Rồi mấy chị mặc như thế này cũng được nè. Mấy chị mặc bẹt vai cũng được, mấy chị mặc cổ tròn cũng được ha. Mấy chị coi phơm dưới nè. Phơm dưới nó may cực kỳ đẹp, đây là đầm hoa cúc nha. Chế nào chốt đầm hoa cúc, chốt giùm em size 60 đến 100kg đầm hoa cúc. Chị nào chốt hoa cúc chốt giùm em. Sơ bi nhà yêu phơm đẹp. Dạ đúng rồi chị Hồi. Cái con xưởng em á, nó khùng khùng cho nó được. Cái nó may cái phơm sơ mi áo với lại sơ mi đầm rất là đẹp. Cái sơ mi đầm beo mà bữa giờ em bán khách nào nhận cũng khen. Thật sự là đưa lên đây thì mấy chị thấy đầm sơ mi thì nó bình thường. Nhưng mà khi mọi người về mặc con đầm sơ mi nhà em thì người nào cũng khen. Ha, người nào cũng khen. Em có bộ này nè chị Trâm, bộ này là lụa mềm. Lụa mềm là chị Trâm cực kỳ thích luôn, bộ này 160 nè. Bộ này là bộ nhà, bộ này là bộ thổ cẩm vàng nha. Bộ này là thổ cẩm vàng mà bộ này lụa mềm. À, đầm yếm là gu của em á gái. Hình như còn con size 14 của em nè. Đây là bộ thổ cẩm vàng 160 nè chị Tâm. À, chị Trâm. Bộ này có size từ 60 đến 92kg cho hết size 100kg nè. Thổ cẩm vàng. Thổ cẩm vàng có size 60 đến 92kg có 3 size nha. Chị nào chốt 3 size chốt giùm em. Bộ này gu của Đỗ Bình Như nè. Bộ này 160 gu của Đỗ Bình Như nè. Bộ dây xanh. Phơm chữ A nha. Đây là gu của Đỗ Bình Như. Chốt cho em bộ Gucci sơ mi nữa nha shop Ngọc Quang Lệ. Ngọc Quang Lệ một bộ Gucci sơ mi 2. Ngọc Quang Lệ là mi đang cầm nè. XL hay 2? XL. Ngọc Quang Lệ là nhiêu ký? 75kg. 75kg là XL. Rồi đây là bộ dây xanh nè. Bộ dây xanh có size 60 đến 100kg. Rồi còn một bộ nữa là bộ dây eo vì. Bộ dây eo vì, lấy một bộ dây xanh thấy trên L tư ơi. Bộ dây xanh thấy L đây nè. Rồi đây là bộ eo vì hồng. Nó hôm nay mẫu này nó về được hai màu này nè chị. Eo vì hồng cái quần rồi còn cái áo nó y chang cái kia luôn. Đây eo vì hồng. Chị có lấy eo vì hồng chốt giùm em nha. Trâm Nguyễn XL màu xanh lên đây. Đây là eo vì hồng nè. Chế nào chốt eo vì hồng chốt lên giùm em eo vì hồng. Rồi dây 160 của chị Trâm Nguyễn. Chị Trâm Nguyễn dây 160. Chà
đây em coi đầm đi, bên em bị giật giật đây còn con đầm nè. Ủa chị Tâm còn ở đây không vậy? Alo chị Tâm ơi, chị Tâm còn ở đây không? Chị Tâm ơi nè, size 14 của Đỗ Bình Như nè, 280 đầm yếm chắc là dè, bao đẹp. Ôi trời ơi, vải đẹp kinh khủng lắm. Vải đẹp, cái gì vậy? Tâm Nguyễn lấy con bồ đúng không? Dây Tâm à, bộ LV. Bộ LV gì vậy? Bộ LV hồng còn size 100kg không Tư? LV hồng kiểm tra coi thử còn size 100kg không? Đây nè em. Trời ơi, vải nó là bao đỉnh luôn nha. Vải là không có từ gì diễn tả được. Đầm yếm chắc là dê. Chị Trâm ơi, size số 8 nè. Chị Trâm có lấy gái chị Trâm ông đầm chắc là dê xanh nè. Vải đẹp mà phơm đẹp lắm chị. Vải đi là bao đỉnh và phơm bao xịn luôn. Con này cũng 280 chắc là dê nè. Nhưng mà nó là size số 8. Chị ơi lấy em mấy cái áo lót. Chị ơi lấy em mấy cái áo lót. Con gà là áo lót gì? Rồi của Ngọc Dưỡng nè, 160.000 của Ngọc Dưỡng nè. Rồi đầm 280 của Đỗ Huỳnh Như nè. Đầm 280 của Đỗ Huỳnh Như nè. 280 của Đỗ Huỳnh Như. Rồi đầm này của chị Nguyễn Tâm 280 nè. 280 của Nguyễn Tâm. Của công ty là 280 của Nguyễn Tâm. 280 của Nguyễn Tâm. Chị Thu An lấy áo lót nào chị? Len hay là su? Lấy áo lót nào đáo em nhỉ? Thấy đâu em, trời em chút luôn rồi chị mặc sao vậy, lùn đôi ly nước gì hết miếng rồi, đứt cổ họng, trời la tới mấy giờ đầu la tới giờ có, chứ không hút của gì đâu rồi, ông hút của gì rồi, ông hút của gì hồi nãy chị lấy gì cắm que rồi một cái ly có ông hút rồi đó, đó cái ly đang nhỏi lên á, lẹ đi với lùn lai nữa, mọi người đâu có ngồi chờ hoài được đâu. Nói chỉ là bill chụp hình qua là gửi rồi để cho chị biết. Em có một con đầm đen nè, đưa lên đừng ai xỉu nha. 250 nè, vải đẹp kinh. Dạ, nếu mà lấy cho mẹ chị lấy ngược ren, đừng lấy ngược xu. Tuy ơi xuống lấy một cái ngược ren 42 cho chị coi. Có đúng một con size số 10 nè chị Tâm. Size này là 60-70, 69kg nha. Đẹp không mấy chị? Xuất sắc không? Có một con size số 10 hàng CK thôi. Hàng này là hàng CK nha mấy chị nha. Thông báo nhẹ là hàng CK. Con này 250 nè. Hàng CK thì cái vải bao đỉnh nha mấy chị. Cái đầm này mà có chị Minh là chị Minh chỉ hốt liền nè. Hàng này là hàng CK. Nè em cho chị coi con ren nè. Mẹ thì nên mặc con ren, đừng mặc con su ha. Tại vì khi mấy chị mặc con ren thì nó sẽ ôm vô người rất là đẹp luôn. Kể cả cái dây này nó sẽ không có bị chọt nha. Nếu mẹ lấy thì chị lấy con ren cho mẹ. Còn trẻ trẻ chút thì mặc su thì được ha mấy chị ha. Đó, ren này em có size từ 38 đến nhiêu quên này, 44 ha. Còn đúng một con đầm cắt la dê nè. Ủa, hai con. Còn đúng hai con. Ủa sao mấy con vậy ta? Ủa sao lúc chiều nhớ có 5-6 con rồi mà. Chiều đến một mình em đến sân ga đưa tiếng người em đi về trời. Cầm chặt trong tay tèo 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 tương tư ngày ấy. Gió mưa ôi lăn cầm. Gì?
chưa chốt mà. Nó có nhiều màu lắm, có con đầm này xanh 12 nữa nè. Con đầm xanh hồi nãy chị Tâm lấy size 8 thì đây là size 12 nha. Đây là size 12 nha mấy chị nha. Con này size 12. Size 12 này dưới 73, 74, 75 kg con đầm xanh đen này nè. Ha. Nó có màu gì Tuy ơi, xuống lấy màu gì lên cho chị coi. Nó có con size số 8, hai con size 12. Size 12 là dưới 73, 74, 75 kg, nói chung là màu dễ thương mà lấy lên đi Tuy. Nói chung là màu rất là dễ thương ha. Rồi chị nào chốt đầm cắt laser thì chốt lên giúp giùm em đầm cắt laser. Bỏ riêng đây để chút nữa về chụp hình nè. Lùng lùng đưa gì mấy cái con nằm nhung lại đây gì coi sai à, gì quên nè. Đỏ. Đỏ nè mấy chị. Đỏ. Coi thử màu size 42 màu tím nè. 42 có tím nè. 42 có cái này không phải đỏ đâu mấy nha mấy chị. Cái này là hồng cánh sen nha. Con này là hồng cánh sen chứ không phải đỏ. Để coi sai thử. Tao bắt sai rồi Tuy. Tờ giấy đó. Mày giấu sai đâu rồi. Tờ giấy đó. 42 nè. À, con đó là đỏ tươi á, con này là hồng cánh sen nè. Rồi gì nữa, 42 còn gì nữa. Nó có màu hồng vuốt nè mấy chị. Hồng vuốt 42 nè đó. Hồng vuốt 42. Kem 42. Kem 42. Rồi hết 42. Rồi hết 42 nha mấy chị nha. Hết rồi 42. Là chiếm rồi con này đến đây gì chụp hình nè. 14, 16 đó, có hai con 14 thôi. Ai mà chưa chốt đầm yếm đi tiệc này thì làm ơn chốt giùm cho em phát nha. Ai chưa chốt đầm yếm nhung đi tiệc này thì làm ơn chốt là nhân em phát nha. Chứ không chốt là hối hận cả cuộc đời luôn nha mấy chị. Nó có một con là size 70 đến 80 kg và một con là size 60 đến 72 kg. Đây là gọi là đầm yếm nha, đầm nhung kim tiến nha mấy chị. Ai chốt nhung kim tiến chốt lên giúp giùm em nhung kim tiến ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị con đầm 280 ngàn, đầm này hết rồi. Đầm này em bán sạch sẽ rồi. Đầm này size 16 nè. Chứ là chốt con đầm này size 16 thì chốt lên. Size này là 75, 76 kg đến 83, 84, 85 kg. Trời ơi con này vải đẹp lắm nha. Con này là coi như chị nào nhận hàng cũng khen. Con này để em rình rình cái Facebook của chị Jenny Nhâm á, em chôm hình này cho mấy chị coi. Bốn màu nha chị, không lấy trắng. Bà nội cha nó ho cũng thấy ghét nữa. Rồi hồi nãy lên cái đầm caro đầu lai đúng không? Thì bây giờ em sẽ lên cho mấy chị đầm bi. Hồi nãy lên đầm caro 208 thì bây giờ lên đầm bi cho mấy chị ha. Bốn cái của chị Thu An nè, hai cái. Với mỗi con 208 còn 208 cái lùng ơi. Bốn con từ màu trắng. Rồi lên hồi nãy là đầm caro đúng không? Thì đây là đầm bi. Mấy chị coi phơm đầm nè. Coi đi đời mê mẩn. Thứ nhất là đầm cổ tim tây bèo nè. Thứ hai khi mấy chị mặc lên chỗ đây nó sẽ căng ra. Và khi mấy chị mặc lên thì nó sẽ căng ra. Nó sẽ không có thấy bụng thấy nay mấy chị ha. Nó không hề thấy bụng và nó không hề thấy nay mấy chị. Cho nên nãy chị nào chốt con caro rồi nè. Nãy là lên con caro đúng không? Nãy là con caro này. Đúng chưa mấy chị? Đó đúng chưa? Rồi thì bây giờ nó có con đầm bi này. Nó có con đầm bi 208 này. Nói chung là hàng này ít lắm. Hiếm đó, cái kiểu hiếm đó mấy chị. Hiếm đầm đẹp như thế này lắm nha mấy chị nha. Con đó là bi đen. Con này là bi xanh đen. Cũng size 16 luôn. Tại vì còn rụng lại size gì thì em sẽ bán size đó ha. Còn lại con bi xanh đen size 16 luôn. Lấy bi xanh đen mặc nó sẽ đầm thấm hơn bi đen nha mấy chị. Đây là bi xanh đen. Mấy con này mấy chị mặc đứng phơm lắm, không có thấy bụng ha. Nó phơm body, con này size 12 nè. Size 12 chị anh Trần nhiêu ký ta? Chị anh Trần này nhiêu ký vậy? Có size 12 nè. Cái kia là size 16, cái này size 12 nè. Size 12. Đó, đầm bi nó có mấy cái đó. Size 16 là 75kg đến khoảng cỡ 82, 83, 84kg tùy chiều cao của mấy chị ha. 75, 76kg cỡ đó đó chị. Cỡ đó chị Thu Hồi. Bi cũng đẹp mà caro cũng đẹp. Chế nào chốt cái gì cũng đẹp ha. Chế nào ưng thì chốt cái gì cũng đẹp. Size 12, 75kg. Mẫu này vừa nha chị Trang. Mẫu này nó hơi rộng ha. Mẫu này nó hơi rộng cho nên chị sẽ vừa. Mẫu này cái kiểu giống như cái vải này chị ạ. Cái vải nó thoải mái á. Cho nên là mấy chị mặc sẽ rất là sướng nha. Nguyễn Thùy Trang có hai được con. Một con size 12 nè. Một con size 12. Hai con size 12.
đầm xưởng là trẻ trung, còn đầm Việt Nam xuất khẩu thì nó cứ đầm đầm vậy thôi. Nói chung là tùy á nha chị, tùy ngày á chị. Quan Ngọc Lệ, bill của Quan Ngọc Lệ này từ từ gửi nha, đợi nhận bill kêu xong rồi bill đây mới gửi ha. Dạ rồi, em đang bán tới gì mấy chị? Em đang bán tới size 12, em lấy size 12 của chị Anh Trần nè. Bi này nha chị, bi này mới có size 12, bi kia có một con à, bi xanh ha. Đầm bi này size 62kg bị rộng nha. Đầm bi đen này bị rộng, chị Thu Trần, chị Thu Thảo không mặc con này được, 280 của chị Anh Trần. Không mặc được nha chị nha, không mặc được. Em có một con đen, đầm này em có một con đen, cũng chắc size 16 luôn quá. Rồi con đen cũng size 16 luôn mấy chị ơi, con đen size 16 luôn. Chế nào chốt con đen size 16 chốt lên giúp giùm em, có đúng một con đen size 16. Chị nào chốt con đen size 16 chốt lên giúp giùm em đen size 16. Size 16 đen nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi size 16 đen nha. Nãy giờ gì quăng cái caro vô chụp hình cho dễ lòng. Quăng caro vô chụp hình nha. 16 nè. Rồi chuẩn bị lô áo cung về, chị bỏ phút mua mệt nghỉ luôn. 16 nè, rồi đen 16 với chị nào chốt thì báo nè, đen có một con size 16 thôi. Đây là cái con đầm nè mấy chị. Mấy chị tập trung vô livestream đừng ai ngủ gật nha. Đây là cái con đầm. Và em thông báo với mấy chị là khi mấy chị mà nhìn lên cái con live này mấy chị sẽ không thấy đẹp. Nhưng mà khi đen 16 đổi giùm em caro có thể không đổi được không chứ? Có thể nào không đổi được không? Đây là một con đầm á, size 12 dưới 73-74kg nè. Mấy chị nhìn ở đây không đẹp đâu, nhưng mà con này mặc lên form cực đỉnh. Con này mặc lên form rất là phê nha mấy chị. Form này phê cực kỳ. Form này phê lắm. Vừa phê mà vừa đẹp mà vải rất là êm mà chỉ có 250.000 thôi. Đây là cái bóp, khi mấy chị mặc lên là nó sẽ là củ tim đắp chéo nè. Con này nếu mà chị Hiếu Cà Mau thích á, là chị nên chốt con này. Tại vì con này vải rất là mềm tay và rất là xịn sò con này ha. Con này là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo thì mặc lên phơm lúc nào cũng đẹp hết. Đổi cho chị Thi Bảo Ngọc đi, đừng đổi nữa nha chị. Cho uống miếng nước nữa đi lùng rồi. Thi Bảo Ngọc đổi đi. Có mì trong kia nè, lấy mì chi nữa. Thi. Còn cái đầm kia nè. Để vô chụp hình nè. Rồi để cái kia nè. Mày đưa mày cái cục chụp hình xong rồi cái mày cầm lại cái mày để ra sau lưng cái hồi. Cái đầm mà bạc đó là chị Khánh Phương vừa. À Bi kiểm tra cái bill của chị Khánh Phương ấy. Bi kiểm tra cái bill của chị Khánh Phương. Là coi thử chị Khánh Phương chặt cái quần gì đổi ra, đưa ra chị coi tin nhắn rồi đổi cho chị Khánh Phương. Rồi lên cho mấy chị ạ. Áo caro nãy chưa ai chưa chốt áo caro 150 thì chốt nha. Nãy ai chưa chốt áo caro 80 đến 90 kg sơ mi Hàn Quốc thì chốt giúp em ha. Con này là sơ mi Hàn Quốc nè. Sơ mi Hàn Quốc là con này nha. Trời tối nay bị bết quá. À cổ đắp chéo size 12 của chị Khánh Phương. Chờ chị Khánh Phương coi như cái quần màu nào ấy. Cái áo là giá nhiêu, cái áo giá 140, còn cái quần màu nào mà cái quần màu nào, cái quần tây màu nào mà chị không chịu chụp qua để báo em đổi size là em khỏi đổi nha. Nè, Khánh Phương 250 đầm xanh bạc nè. Dạ khách lấy rồi chị xin ơi. À, khách lấy rồi nha chị xin nha. Rồi lên con này là hồi nãy em có lên nè, em lên lại cho mấy chị nè. Tại hôm nay hồi nãy con này lên là chị Bình Bùi có chốt, con này đẹp lắm. Em nói là từ chiều giờ là em mê cái con này nè. Em mê con này từ chiều giờ luôn á mấy chị. Con này từ chiều giờ là em mê nha. Em mê là phê bao lòi luôn á là con này nè. Hơi bị xinh. Con này là size là khoảng cỡ 68kg đến 80kg. Đầm xếp ly nè, hoa mà đẹp không. Đầm sơ mi xếp ly hoa. Đầm này 250.000 đầm sơ mi xếp ly hoa. Chị nào chốt đầm sơ mi xếp ly hoa chốt giùm em sơ mi xếp ly hoa. Rồi em lên cho mấy chị. Con này chắc của chị Tâm. Con này là size chính xác của chị Tâm nha. Con đầm này là đầm ăn tiệc mà size này là size của chị Tâm. Thông báo đầm của Đỗ. Đầm bạc của Đỗ size 18 quy đầm này là đầm ăn tiệc nè. Chị coi phơm dạ, còn chị coi vải gòn nè. Vải gòn nó làm cái vải vàng nhũ đẹp lắm.
đầm này là đầm cổ đổ, đầm này mấy chị mặc lên. Thứ nhất là mấy chị mặc đi ăn tiệc rất là đỉnh. Thông báo là chị nào 90-95 ký chốt con đầm này. Thông báo nhẹ nha, chốt liền 300 nha. Chốt con đầm này mà đừng nói mà không yêu, đừng nói lời cây đắng với em nha. Cái tay cũng đẹp nè, cái tay bo đó mấy chị. Cái tay khi mấy chị mặc lên nó sẽ bo tới đây nè. Nó sẽ bo tới đây làm lên cái phơm đầm này rất là sang để đi ăn tiệc ha. Xếp ly hoa của chị Đăng Nguyên nè. 16, cái quần đó em bán cho người ta rồi chị. Trời đất ơi sao mau vậy trời. Không mấy chị mở lên biết sai, chị qua chị lấy đồ em về bán đi chị. 250 của chị Đăng Nguyên. Con nó đẹp lắm chị Đăng Nguyên. Vậy là chị Khánh Phương chị cho 1 trong tư đó. Chị Đăng Nguyên hồi nãy lấy thấy cái đầm yếm bên em chưa? Hồi bữa em có mấy cái đầm body em nói em chụp hình lên. Em nói em chụp hình là thế nào chị cũng Đăng Nguyên vô chốt mà. Thấy chị Đăng Nguyên chốt đâu. Xếp ly hoa đâm vàng tiệt. Bỏ ở đây chút gì rồi chị chụp hình con đầm này cho. Đầm vàng tiệt. Rồi đây là đầm bi nha. Đầm bi 280 vẫn còn. Đầm bi 280 vẫn còn thêm con nữa nè mấy chị. Vẫn thêm con này 85kg nè. Đầm bi. Con này hơi đẹp nha mấy chị. Con này bi xanh hơi đẹp. À em tưởng đâu chị bán ở ngoài sao hay vậy. Em có một con đầm 250 ngàn đầm sơ mi đất chéo hoa. Sơ mi đất chéo hoa. Chị nào chốt sơ mi đất chéo hoa chốt lên giúp giùm em sơ mi đất chéo hoa. Chế nào chốt sơ mi đất chéo hoa chốt giùm em đây. Nó là vải vân nổi nha mấy chị nha. Nó là vải vân nổi, khi mấy chị mặc lên thì nó tự khắc đất chéo ha. Con này là size từ 70kg đến 82kg đầm đất chéo hoa. Đầm đất chéo hoa size 70kg đến 82kg. Chị nào chốt đầm đất chéo hoa chốt lên giúp giùm em đất chéo hoa. Hoa đất chéo. Lên cho mấy chị một cái con đầm củ tim. Lên cho mấy chị một con đầm củ tim hoa tím. Đây củ tim hoa tím có sao, có một con size số 10 thôi nha. Củ tim hoa tím 60 đến 70kg có một con size 10 thôi. Có đúng một con size 10 hoa tím thôi. Chế nào chốt hoa tím chốt lên giúp giùm em hoa tím size số 10. Hoa tím size số 10. Chị Trân Ngọc. Nhưng mà ý là sao chị không thấy cái tin nhắn lên của chị Trân Ngọc? Chưa thấy luôn. Rồi đây. Ai chốt con đầm hoa tím số 10 đâu rồi? Cái này là bà già anh Tư đưa lại, với lại ở sau lưng cái gì đưa lại cho em. Rồi em có đúng một con đầm này size lớn nè. Đầm yếm 88 đến 100kg. Có một con thôi. Đầm này để dành đi ăn tiệc đi biển nha. Vải rất là đẹp nha. Em thông báo là con này không tới 100kg. Con này 18kg thôi. Con đầm yếm này 18kg thôi. Con này là khoảng cỡ 75 đến 92kg. À, đầm yếm. Chị nào chốt đầm yếm này chốt giùm em 75kg cũng được mà 92kg cũng được ha. 18kg, 95kg cũng được. Còn một mã cuối cùng đầm yếm 280.000 đầm yếm. Giờ lên nguồn riêng 280.000 đầm yếm. Con này đẹp hộ, con này mà mặc đi tiệc là bao sang luôn. 280 của bé Hạnh Dung Trần nè. Rồi lên nguồn riêng. Rồi lên nguồn riêng nha. Ai đó. Còn quần này là em có size từ 60 đến 80kg nè. Quần rin mã lính ha. Quần rin vải lính đồ co giãn rất là đẹp nha. Một là mấy chị săn một like lên. Nó ra như thế này. Hai là mấy chị thả cái like này xuống. Hai là mấy chị thả cái like này xuống cho em nha. Chị Đăng Nguyên lấy đầm yếm này nè. Chị Đăng Nguyên lấy đầm yếm cắt la dê nè chị Đăng Nguyên. Chị Đăng Nguyên lấy đầm yếm cắt la dê nè. Tay chị luôn nè, size 14 nè. 14 hoặc 16 form đẹp không? Form đẹp nhưng mà vải bao đỉnh luôn. Em nói thiệt với mấy chị, đã form đẹp rồi mà còn vải bao đỉnh luôn nha mấy chị. Vải đã lắm. Ha, đầm cắt la dê đen nè. Nó có size từ 70kg đến 80-mấy kg. Đầm cắt la dê đen nè. Chị Hạnh Dung Trần chốt cái này chưa chốt thì chốt đi ha. Chốt giùm em cắt la dê yếm đen. Chị ơi hồi nãy em chốt cái đầm caro không? Ồ không thấy Ngọc Hà Phạm nói giờ chốt nè. Quần sọt lính có 80.000 à Ngọc Quang Lệ. Chốt 2 con thì 150 nha. Chốt 2 con thì 150 ha. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong